công nghệ cũ của cái già chết. Em Ra đang thích sướng già hôm xiền nào, ba ở group sẽ có ít nhất mà có một bài vi phạm cộng đồng và ngay. thông Ừ, nhưng mà báo vi vi phạm phạm nhưng mà cộng là đồng. ấy của user nó comment thì không sao, nhưng mà nếu mà quản trị viên mà duyệt là Cái bài viết nó mẹ hôm lắm. trước có bài của Đinh Hoàng Long đấy, nếu hiểu thằng nào Sao duyệt mai bị luôn, xóa? sửa Bài mai viết là cái gì? mai Em muốn cái gì bài đâu? post ghi cả mấy lấy đợt tỷ, bài post của Đinh mấy Hoàng tỷ Long năm nay em mới không post một bài nào như rồi. chắc phải chẳng lẽ có một thằng cùng trùng tên với mày xong rồi gì đấy à? Đinh Hoàng Long mà Đinh đéo Đinh Hoàng Hoàng Long Long ra thì làm gì còn thằng nào vào đây nữa. bỏ mẹ đéo tải được game rồi. Em search Đinh Hoàng Long ra nó phải có đến mấy Chuyển cái server trăm thằng sang Đinh Hoàng Long chuyển cái ở server trên sang cái sinh Nam này. ở trên cái em thế đang giới không tải được game ấy. Game gì game em gì tải không rồi rồi fake. Anh sao đợi mày đợi lại thì phải đi tải lại thì thôi, đéo đâu đó thì update em đổi máy đã tải đâu, update phải thì tại lại lại sao nhá, bây giờ mày thoát đổi Steam ra xong rồi lại để xem đừng nào thoát, cứ để đấy nó tự động nào bây giờ trong tìm không phải nó tải có một mê một giây thì đéo bao giờ xong. Đấy, thế tao Cái mới bảo game là này nó vào bị thế. option chuyển cái download sang Singapore. Chuyển sang Singapore. Nó mới bị cái Thì bệnh em ở đây, Việt Nam bị bệnh này mấy hôm rồi, tuần rồi. người ơi cái có tỷ mà ai nào rằng giờ tôi ừ vẫn thầm dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng cái xưa gì đó đây chỉ là giấc mơ. Kình mới lấy vợ xong mà toàn hát bài Ừ, có vẻ đau yêu buồn này đời tợn. Chắc là gì bây đâu, giờ chính thức đám cưới, chắc là bắt đầu chắc mới là gọi là chia cổ phần cổ phiếu của gia đình ấy. chắc là Chắc vừa vừa bắt được đầu vừa được con Audi một cái lìn Audi là hay là bó Audi hai bánh chè à, hay là bó chè. Đổi đổi Audi hai đổi đổi bánh xem vừa à, download chỗ nào anh đúng không? vào setting, ấn vào cái Steam ấy, xong chọn setting. Setting Rồi vào xuống phần download. ở đây rồi. Đấy, download rồi nó có cái resin này. Mình phải đổi tên thành Để Toxic chọn sang Gamer đi, Singapore. thay Thái Việt độ Nam kia thành của mình rất Toxic Sinh. nhé. Thay Việt Nam thành Sinh rồi nó sẽ tự động restart lại Steam. Sau mày tải lại nó sẽ lên. Singapore thôi. Mỗi khi cái này Vũ nó giỏi lắm cơ mà hôm nay tôi không thấy Vũ nó Thôi lên bây giờ tiếng. có những người có thể hiện thì cứ để người ta thể hiện. Chả cắt thực cắt đây, Quang đéo hai hiểu. mày dùng đéo gì thì thấy tao dùng cho. Cái gì cho cái gì? À, thế bảo là giá tất cả các anh em, thế bảo là ngày mai bắt đầu thi học kỳ nữa. Rồi, khổ. Thi học kỳ thì có cái gì mà phải lo, phải lắng ba Thật vạn nhưng mà bây bây giờ giờ. xét điểm thi thi điểm 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 ấy để thi vào đại học mà. Thế á? À, ai mà thế? Lấy điểm thi cấp 3 để xét vào đại học á? Xét Lên cả lấy điểm, ra. xét cả điểm thành tích cấp học cấp 3 trong quá trình học cơ mà, chứ có Học phải bạ đấy là à? Xét học bạ ra đó. xét học bạ mà, chứ có phải là ấy nữa đâu, có phải là thi không nữa đâu. Đấy là Thế nhiều á? trường rồi, chắc có À nhiều trường thi khác. thi thi sắp xong rồi à, hóa ra là mọi người là thi Đúng xong rồi, không? khổ Anh em giải thở. thích của tôi cái này, cái tôi Đó, không hiểu. con gái em mai mới thi mà. À đây. Con gái em á? Hay là Con gái tứ mai mới con thi gái tốt thật, nghiệp cấp 3 đấy, mày cẩn con thận. gái thật chứ không phải là con gái Con gái đường. thật thì nhá, sớm mai nhá đừng có hiểu nhầm. Mày, con không Con phải con gái thật gái à, đường đâu, vớ đường, vẩn. đường, con gái đường Con gái đấy. thật. Không 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 Lớp 8 đấy, ít đầu. lớp 8 gì á? Vâng. Kiểu Lớp 8 hay 9 hả tứ? lớp lớp 7 À, lớp 7. Đấy, đéo gì con tám thôi, con gái tứ là lớn hơn người yêu tứ. chị chị em chị em tranh tranh nhau cây cà rem thịt trẻ đéo hiểu. Nguyên tứ chưa ra đời đâu. Nói chung là anh em phải Có cái hiểu là trong trong số bọn tôi ở đây thì có tứ là có thể nói là có con lớn tuổi nhất đấy, thật luôn. nó có cái phim chị em của con Chibu đọc với cả con Thanh Hằng Thôi đấy, thôi 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 chị em tranh nhau cây cà rem thôi đấy. thôi 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 Chúc này. thôi Bây giờ anh Thank xem you cái quá phim đấy khứ nha. mà nếu hiểu sao người giúp việc mà đi tắm toàn hé cửa ra thì ông chủ chịu sao được. Cửa nhà người ta hỏng và thực ra thì ở đây là bà vì giúp có việc ai có người thì nếu hiểu sao có một cái con ngu thế thôi, con giúp việc 20 tuổi ở nhanh hơn đấy. thế thì chả mỡ dâng miệng mèo, tự trách mình ngu nhưng thôi. mà ở đây thì cũng chỉ có một người có giúp việc ô xin đó chứ em cũng chưa thấy là có Ờ, ai mà đời giúp tặng bao ai giờ, làm nhà gì tặng bao giờ có ô có xin, thậm chí thật còn hai em ô xin luôn đấy chứ, là một là rất những nhiều ô gì. xin. Ê, sợ mai được ngắm gì chưa? Mai làm cái cửa không khóa được cái sao mai hay khóa ngoại khóa ngoài khóa đại ngoài kinh phải không, cửa ngược cái kiểu khóa cửa mà đóng ấn ngược ấn ở bên trong là ấn cái vào để nó khóa ấy, nhưng mà ngoài luôn đút chìa khóa ấy đấy đây đây đấy đây kiểu đấy đúng không hỏi thì à, bảo là mở phòng có đối tượng đóng em ai thì à.
Đấy chứ, thì chị sao hóa được cẩn thận vào nhá. Đi tắm rửa nhéo thì có thể tôi phải nhìn. Thôi chắc chắc lại. Là em kể cái phim nội dung cái phim chị em đấy còn gì nữa. Ừ rồi, ok. Phim nó phải làm như thế, tao nó mày không có cái việc gì nói. Mà cái phim đấy là con Chibu như nó ngủ với cả. Thôi. Kết thúc chủ đề này. Sờ mai cái thành phần bọn tôi luôn phải bịt mồm. Trong những cái lúc mà nó vậy nó phiêu du ra nó mệt lắm. Bọn mồm cái gì cũng kể hết luôn. Bọn mồm lắm. Chết rồi. Tôi phải toàn phải bịt mồm thật đấy các em điều như vậy. Thôi vào game đi, vào vẫn. Tìm đến chiếu giặt. Và vẫn. Tạo cái tạo dần đi, 39% à? 41 rồi. Nhanh mà. Như này là chậm đấy, bình thường phải tải 1 GB trên giây. Có nghĩa là sang server sync thì nó bị giảm đi mất khoảng tầm 40%. Tốc độ on ra. Anh cũng là phòng rồi đấy. Max speed luôn mà. Phòng nhưng mà chúng nó đã vào đâu. Của anh đang vào 12 rồi. Đang 18. Có map gì mới không hay vẫn mấy map cũ ấy? Nó không có map mới. Con này cái thằng làm game nó xong nó vứt luôn mà. Thằng mất dạy làm game chả có tâm gì. Hiểu hiểu. Để em đánh công văn. Ừ đánh công văn sẵn. Hạ vật. Làm ăn nó đeo có tâm. Gửi chú tiếng Đức à? Đéo biết nó biết tiếng Việt hay không, nhưng tiếng Anh là mình đéo biết. Ok, great này. Disable. Chủ giờ mới để ý trên đầu trưởng ban có cái. Ok các bạn, ngày hôm nay bọn tôi tập trung ngay khá ra đông đủ ở đây. À có 10 người tất cả. Một là Riku, hai là Đạt, ba là Hunter, bốn là Hiếu Hai Mái, năm là Nam X, sáu là Vũ, bảy là Sơ Mai, tám là tôi, chín là Pháp và 10 là Tứ. Nói chung là rất đông anh em nhá. 9 người đàn ông trong đấy chỉ có một bạn nữ thôi, cho nên là anh em cho Riku một hả? Đàn ông anh ơi. Đàn ông nào có bím? Và... Sơ Mai sao mà vậy? Gì thế? Bình thường đâu hiểu. Nhưng mà hình như là nó không phẫu thuật từ nữ sang nam nhỉ? Bắt uất đây nhá, vứt ở trong TikTok nhá. Không được. 79 rồi, sắp được vào rồi. Kêu phát hồng. Nói thật với anh em, cho anh em tìm xem là có chị em nào mà hay chơi game mà tính tình nó cũng gọi là bửa bận hợp với cả cái team tôi không, để tôi rủ và tôi chơi. Chứ tôi thật với anh em luôn là bây giờ tự đi ra ngoài xong rồi tự kiếm một bạn lên, thật là tôi ngại lắm. Vào lại toàn thấy những cái tẩn bưởi như thế này thì xong rồi bạn hôm sau bạn ấy thoát luôn đấy. Có bạn gái tứ cả. Cái gì? Sao lại gái tứ? Vì cô tại sao em lại như thế? Em cháu mới có 13 tuổi thôi nhá. Thì anh em nhận thứ là bố nhờ tận địa vừa. Ông Dương đang bảo là tìm một đứa rất bẩn bựa, mày nói thế là mày thật. Khác nào nói là bố nó không biết dạy nó. Mày thì bố đã đúng là bẩn bựa mà. Ờ. Bố nó bẩn bựa thì đúng, nhưng mà bố nó bẩn bựa thì đúng, liên quan gì đến đó? Bố nó có thể kéo lê máy dập đi khắp Hải Dương nhưng mà nó vẫn không có nội tình gì nhá. Đừng có va vớ vẩn. Cái chuyện không cái truyền bố ăn mặn không có nghĩa là đời con khát nước em nhá. Ừ. Khát đâu anh Dũng. Bố ăn được con hơi mặn thật nhỉ? Hơi vậy là em chưa 100% luôn là không phải con ngủ. Bố chuẩn bị có cái sao mai? Phòng nữa đi. Anh vừa rồi thấy em gái nó dễ thương gì đấy, review cũng livestream đi á. Em nào? Biết đâu thấy em gì đấy. Ui giời ơi, bây giờ cái vấn đề quan trọng là phải chịu được cái sự bẩn bựa. Có khi là phải tìm ra có chị em nào ở đây, coi như là đang ở đây luôn này, không có nói ai ở đây cả. À này, đang ở đây luôn này. Cho tôi xin chữ hoặc là chị em nhá. Post vào trong group gia đình Dũng CT trực tiếp game. Em đây anh ạ. Em chịu được đấy. Bẩn bựa. Đấy. Nhưng mà bọn tôi là sẽ không duyệt đến ai mà tên Mai nhá. Sao? Để bọn tôi coi như là để bọn tôi tuyển lựa nhá. Đấy thật đấy, không nói là tuyển lựa thì nó hơi gì để bọn tôi lựa chọn nhá. Đấy để xem là thế nào. Nói chung là Facebook phải Facebook thật nhá, không phải fake ảo nhá. Ảnh ọt là chuẩn chỉ nhá. Sâu bộ phận chứng minh mình là nữ. Tất cả mọi thứ nó là phải thì em có biết cái pad của phòng là cái gì không? Anh đố em pad phòng này là cái gì đấy? Cái phòng này. Nhưng mà lót cái gì cơ? Lọt. Nội dung nghĩa. Cái gì cơ? Lọt á? Thì lát không phải hay là lọt? Anh không ngờ đấy. Thôi cái tầm nhá. Cái chị em nào mà phải cái tầm mức phải ngang Riku nhá. Tôi nói luôn, cái chị em mà tầm mức phải ngang Riku
thì hắn coi như là đề xuất mình và cái team này, thật các chị em đưa một câu cho nhanh. Bây giờ bây giờ khá quá. Ủa, hai đứa này đúng không? Ôi rồi mình với cả Tứ à. Bây giờ đi tôi tìm cả chiếu ai mái đen cướp rồi. Không hiểu luôn, đến cái từ lột mà nó cũng biết thì tôi chịu. Đấy, anh thấy không? Nó bọc thứ bạc trên cái chị em nào mà tự thấy, chị em nào mà tự thấy coi như là mình nhá. Như thế thì post vào group nhá. Đang đang CV đi. Bruno Fernandez. Phá vào đường tràn cây em nhá, tối anh thấy em núp nhiều rồi. Đéo có cơ hội nào rồi. Ôi giời ơi. Ôi. Phát có mỗi chỗ đấy trốn nhiều anh bắt thọt ngày. Hunter đang nhảy đấy. Cái đái. Các màn hình em tối lắm anh ạ. À bị nhòe nhòe sao ta? Nhòe cặp màn hình yêu. Edit. Ủa sao mới thấy là vừa mất tiêu rồi. Nó là cái gì? Nó không được chạy đâu, nó mới chạy nó biển báo á, biển báo anh. Biển báo á thì nó thảo chạy đấy. Ủa cái gì đấy? Đó nào á? À thì Hunter rồi, biển báo nào là Hunter rồi. Ngon. Biển báo nào là Hunter rồi. Cái lúc kết này là hiếu à? Người ơi, quên đi. Người gì? Người thế. Trò này đơn giản là đi tìm xem là chúng nó hóa thành đồ gì ra anh em nhá. Anh ơi, đồ này không có đâu, tìm nó khóa đây. À. Bắn luôn em. Dạ. Đúng rồi. Cơ thế. Có thể xem màn hình của em bị sao hết á. Gì cù à? Giá chỉnh để xem. Bị nhè. Cái map này như là có mấy cái đồ mới sao nhỉ? Để ăn sao hết rồi mà. Cái màn mà tìm không đánh Vũ ta bắn hơi tệ à. Nó thật luôn ấy. Thế à? Ờ Vũ thế kỷ lắm. Thế kỷ của mẹ luôn. Chi tới rồi. Đổi con chưa đi đến rồi. Ta mà đi đến thì Vũ trốn vào mắt. Vũ thất đổi đồ rồi. Ủa được rồi, hồi nay Vũ chiếc thiềm ngồi sao mà anh tìm không ra. Thế à? To mày như gì thế vậy? Mày cày. Giờ là hết tìm luôn rồi. Ơ sẽ có cái này ở đây nhỉ? Nhưng nó đổi khác hay sao nhỉ? Map nó mới đổi khác hay sao? Chiếc thiềm người xa thì nó chỉ có chui ở chỗ nào nó giúp thôi. Sao nãy giờ mới giết được có hai thằng là thì đéo nào? Ây dạ. Trốn giỏi nhỉ? Ờ. Nấp dở qua đây. Em không biết đâu. Và thì em có cái nhòe nhòe sao ta? Ôi, từ em đừng có giả vờ, em lại nhòe nhòe. Không, đi khó chịu á. Chơi được, chơi bạn này ơi. Thì đạt này. Sợ quá. Đạt với chúng tôi. Lục đâu nhở? À được. Riku ra được, chứ bắt được con Riku nhở? Riku đâu ai? Con trốn kỹ lắm anh à. Trốn kỹ à? Chim thì nó thường nhỏ. À. Nhỏ. Chim cái gì? Chim nào mà thường nhỏ em lại nhầm nhá. Đây nào. Bình thường nó có thể nhỏ thôi nhá. Con chim cu gáy đấy, nhỏ xíu anh ơi. Không. Ờ, lúc nó không gáy thì nó nhỏ, nhưng mà lúc nó gáy thì khác đấy. Ô. Này thì cu này. Này thì bé với chúng tôi này. Ờ, bắn phứa đấy, bắn phứa đấy. Phứa thì phứa chứ điều. Phứa thì phứa, đạn nó mất máy đâu. Đéo rồi chết luôn. Phứa thì phứa điều. Người ơi quá. Già luôn. Phứa này. Dẫu cho bằng phần chạy đủ kia cho. Ủa sống chắc rồi. Đéo giờ tôi. Mày xa mà lại thoát được. Đéo là không biết. Đéo giờ đồ này. Đi. Đi là lần chết anh chẳng thấy rồi. Đéo chết. Ờ đi. Con mẹ. Đấy. Thế mới cày chứ. Cũng kinh đấy. Kinh mà. Bắt đầu chơi nhá. Cái này chứ to lắm đây. Cái Hunter. Cái gì? Ôi cái đéo đây. Cái đéo gì đấy anh. Cái gì đấy. À, có phải là có người đồ to đấy. Bỏ mẹ rồi. À, à đúng à. Ôi dồi ôi. Hiếu, Hiếu xác định mẹ rồi em ạ. Di danh đến. Hiếu đồ to à? Hai người đồ to à? Ngụy Tràng cũng không tay lắm. Ồ cái tầm chót.
hiếu hiếu trong kìa. Thế kia thì thế kia thì nhanh lắm. Vô lý thế. Nói chung anh em thấy tôi hợp lý không? Ocean Blue cũng khá hợp. Ôi tứ, à tứ trà trộn kinh đấy. Em bị sao ấy? Của em nó cứ bị nhè 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 anh ạ. Tứ trà trộn. Đồ tội. À Vũ cười nhiều quá như thế không? Bố đời mà, Nam X được đấy. Nam X khá, còn chó Nam X. Đang đang anh đang chơi. Nam X kinh đấy. Mẹ thằng Sơn Mai nó lẩn thế kia thì đéo ai. À. Ôi mẹ cháu Sơn Mai nó lẩn. Thế này thì đéo ai mà nhìn thấy đó. Đúng rồi. Em ai. Em biết được em. Chúng mày vào setting tất mẹ. Mày bị đồ hạ xuống thấp nhất. Đi đi mẹ Nam X. Nó ở cái trình. Ờ kinh đấy. Thế đéo nó sẽ lặn được hẳn. Nhưng mà trong cái map này nó có nhiều cái này đi. Anh mới Riku lại trần dựa này, nó hơi Riku này thì vấn đề thời gian rồi. À Riku cũng kinh đấy. Có đi chuyện tứ kìa, tứ vai đài. Ờ tứ đeo chết mà. Tứ đâu? Đi. Đổi đồ, đổi đồ, đổi đồ. Cái đi. Đi tứ. Sợ. Tỏ vai cả đài. À đâu. Giỏi dạ. Mà biến cái này thì chết mẹ luôn rồi. Không phải. Tứ biến đúng lúc mọi người tới à. Ê. Đạt đéo thì đấy. Hiểu được ông Dũng đến lay mà đéo chết biến nhanh đấy. Ừ, trình mà quá nhờ sông bé ai nhờ thử được đấy. Ông Dũng biến cái gì? Ông Dũng biến cái gì? Ô tổ. Ông Dũng đâu? Ông Dũng đâu? Ông Dũng đâu? Ông Dũng đâu việc của mày à? Ở đây 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 đây. Ông Dũng đâu việc của mày à? Sớm thôi. Quên nó mà đi qua thì sao những như ai đi tìm Pháp Đạt đạt. Ôi rồi ôi Pháp còn 4 mạng cơ mà. Team này may ra Hunter nó tìm được. Tứ lộ mà. Tứ nhìn lộ vãi. Đồ thì phải chịu đi hết đồ rồi. Này. Này. Nhơn. Chơi thế là giỏi rồi. Tôi thế là quá giỏi rồi. Mình biến me thành cái bể tắm mà đứng ở giữa đường. Chứ lúc nào anh cũng phát được ra kìa. Tứ thằng sớm mai sao toàn đồ bố đời này. Chơi bẩn đéo đi. Chơi bẩn vãi. Mẹ chơi này đéo ai nhìn thấy anh nhìn thằng số mày này. Đồ to thì đéo ai kêu. Đồ này phải đứng ở giữa đường. Mày to đéo là bằng anh với to vãi cả đái luôn. To như cái cầu luôn. Đấy, Riku về chúng tôi này. Đúng vậy cho anh thế. Ôi mình phải ra soi soi tứ thôi. Thôi thằng ơi. Mình ra soi tứ cho tứ chết thôi. Sao mày thằng bé không soi sao thằng to à? Này, tứ chết này. Tứ chết này. Tứ chết này. Tứ chết này. Chắc chắn tứ chết rồi. Tứ đi rồi. Tứ xong rồi. Xong rồi. Tứ son quá. Nó là một cái sự trà trộn. Tứ son quá anh em mà. Cày pháp tổng hủ quá. Đéo hiểu. Đỉnh cao rồi. Sờ mai ấy. Rồi ôi cái này tìm vào mất. Cứ nhìn trong này mấy sờ mai. Rồi. Cái này thì các bạn tìm thế đeo là được. Anh cố gắng tìm được một thì là được ok rồi. Đẩy vào đây. Chỉnh xa đâu. Tối quá. Đi. Ờ, đấy ngon mà. Đẩy cả đồ sẽ chắn ngay. Sao thấp mà. Không. Thôi, thế thôi. Yên tâm luôn. Sắp hết rồi mà. Dầm ba cái bọn này. Anh ta cười gì đấy? Không, cười thôi. À, tứ kinh quá nhờ. Nắp chỗ này thì, nắp chỗ này thì mẹ đạp bạn rồi con bạn nó nhìn là chết. Ủa, Hunter trà trộn kinh đấy. Hunter khá quá mẹ này trà trộn. Ôi giỏi ông Nam X, ông phải được cái đồ bé, ông phải chui tọt rồi. Cái này, nó ở trong mấy cái xe này. Nói to thế. Thì ta chỉ nói chui tọt chứ ai làm cái gì. À đi, ta sao mà nó kinh quá. Thì nó chết thì phải cả đá luôn. À, tứ này. Đó, thôi được đấy. Tứ thích nắp chỗ đấy, tao đã bảo rồi là nó nhìn thấy ngay, em hiểu. Họ liễu. Hiểu em biết kinh nghiệm. Phải đứng ở cái chỗ nó kỳ lạ như thế được nhỉ. Phèo khi lại thì phải. Thật, phèo có khi lại là sống lâu nhất team ấy chứ. Phèo bố đời mới cứt ạ.
À, smile nó kinh lắm. Luôn. Đây mình đẩy đồ vào thì mình trốn như này. Thì đéo là còn có 3 người kìa. Đạt với lại Namek với Hunter kìa. Hunter thì thay đồ là chết rồi à. Tự nhiên thấy mình hoách có bạn. Namek là đồ ngon nhất rồi. Namek bây giờ sắp sửa vệ khổng lồ bây giờ mà khổng lồ mẹ đi em mà. Em mà biến nhất đéo giờ bị to luôn. À. Mình phải nhìn. Đấy, để dừng được cái nào. Chỗ bắt ra đâu. Con mẹ. Ra từ đi đâu. Thì... đi đâu cũng chết thôi. Ôi lỗi. Hunter. Anh em tới bản tơ. Ôi đạt thôi, đạt xong rồi đấy. Đạt đi rồi đấy. Ôi trời ơi, ôi đạt kìa. Ôi tìm được thắng con mẹ rồi. Đạt đâu đấy? Sơ mai kinh quá. Nếu ông biến thành cái to thế thì chẳng chết. Đạt đi rồi. Đạt thế này thì ok. Đạt thế này thì nó là vấn đề, nó là thời gian. Thật, nó là thời gian, tích tắc, tích đâu tắc rồi. Tích... anh em tìm đi. Thằng tìm đây. Thằng Đạt mà sống được thì tôi nói thật, anh em nó có lòng mạch thật. Cái gì đây? Màu là nó quá thêm màu. Đi, để chúng nó thắng rồi. Thật, mẹ thằng một mình thằng Smile nó làm mọi phim. Làm cái team đó, em chưa có 3 mạng mà. Cái đéo là tìm cả ông Dũng Ngưỡng Tứ ấy. Thế là kinh rồi, tìm mình quán chiến thắng đi. Giết con mẹ. Ông Đạt lại mất con mẹ bảng rồi, đéo hiểu. Đéo nó biết. Lúc tôi biến thành cái này thì đéo ai nói. Cái đấy bé, cái đấy bé tí Hunter nếu hiểu đang trà trộn hiểu không? To phải kín với mẹ cái mát luôn. Tật. Cái đấy thì không biết là trốn đi đâu rồi luôn. Lục là số mấy nhỉ? Lục là số mấy? Lục là 3, 1, 2, 3, 2 là súng ngắm 3, súng lục 4 là... 4 là cái con dao. Ơ mẹ cứ đi tìm rồi, ok. Cái gì đấy? Tốt. Về à, về với chúng tôi. Ờ thế là nó gì? Phải bật pin nhỉ? Về không ơi? Về. Ở mai hợp lý nha. Anh mà không chết thì mới gọi là thiên tài. Hợp lý à? Ẩn giỏi lắm. Hợp lý đấy. Rồi. Nghệ thuật đấy. Hợp lý đấy, hợp lý đấy. Được. Lý giải là sao anh đầu bảng ấy. Tí nữa lại bị out ra bây giờ. Hợp lý. Ấn cái gì để căng ra free em anh. Ê. Dạ? Sao đến bây giờ mới tìm được có một thằng là thế đéo nào? Chưa chết em. Đúng không? Vô đoàn di chuyển ạ. Chưa chết là em. Sao mày hay? Ok. Tí nữa đổi đồ là chết mà. Thôi. Ôi ôi. Phải đã ra đi. Không săn được thằng nào, con này có chết từ không? Ngoài đen ở trong này gì hết rồi. Ô, sờ mai này, trà trộn này, sờ mai kinh quá, sự báo thù ngay, bốn thằng, bốn thằng nữa cả, ôi Riku hay vậy, mày túi này, bố hả? Chết rồi, chết rồi. Tôi check chuẩn trì lắm. Quay đây em, quay rồi hắn nhảy. Quay đi. Mí nó lòi rồi ra đi kìa, mùng góc bên này cái nhà đâu, quay đi. Đi qua em rồi. Đạt chắc không lo ra đấy. Phong thần chi thoái. Thôi đi cô ra đạp bạn em ơi. Đừng để anh phải điên lên nữa. Đấy. Em chết rồi. Quá vớ vẩn với anh. Thằng này nữa này. Đèn xì đứng đấy. Nó tìm ra ai cả. Ít, còn thiếu ngon kìa. Hai người đó, hai người ngon đấy. Nhưng mà trông hơi lộ thiên. Lộ thiên à? Ừ, nó lộ thiên đấy. Hunter này vấn đề thời gian thôi, màu nó hơi bị... Màu à? Nó hơi thiên nhiên. Tìm tìm đi, mấy con kia đi. Ăn tìm đây, đang tìm mạnh lên. Anh Dũng là nguy hiểm nhất để anh Dũng là có thể được. Kinh lắm. Nó đây chứ đó, đéo phải nó à? Sao nhìn như nó nhỉ? Sao cái này nó lại... Yo, thấy đâu ạ? Trong này bây giờ nó mới cập nhật là di chuyển được đồ rồi mà. Thế à? Ờ, đồ đéo di chuyển được. Được hả? Ấn, khó chịu he, đéo thích cả mắt. Ừ. Bị gì ta? Đồ tại à? Được đấy. Ông tụi anh nó bị gì á, nhìn nó như gì vậy? Mẹ rồi!
Hiếu vậy thoát khỏi. Thắng được rồi. Để Hiếu thoát à? Có Hunter này mà. Hiếu ơi, chơi hơi kinh. Đúng rồi. Khác nhá. Có Hunter này mà. Đúng rồi. Hunter nữa mà. Có Hunter nữa mà. Thằng Hunter chết bây giờ mà. Con này trốn đâu nhở? Đừng hết Dũng ơi, đừng hết Dũng. Đừng hết Dũng. Được. Hay quá, hay quá, hay quá. Hơi buồn đấy. Hơi buồn đấy. Đồ nó bé quá, nó đâu đấy? Ui rồi, đâu anh? Cháu mới cháy. Đi. Mình đi qua đấy mình đéo thấy nhở? Ôi trời ơi, không sao sao? Đây rồi. Hay. Con mẹ cái này sao tự nhiên nhìn nó bé mà sao ra đây nó to thế? Bị lừa rồi. Bị lừa rồi. Bố tổ sư. Cái này chuẩn đâu hợp lý nhở? Tôi nhìn được kia thì nó bé mà sao nó to thế? Người mẹ lừa đảo đâu chứ. Đây. Nhà đây rồi. 9, 8, 7, 6, ôi mẹ ơi. Trông hoàn hảo phết đấy. Trông hoàn hảo đấy. Ôi xoài. Im thế nhỉ? Đi chỗ khác nó vũng đéo quả khất to này. Kệ tao. Botter X2. Đấy, con thằng chết trước tao mà. Lên đôi canxi vậy lên. À. Bây giờ chỉ có trông chờ và sống được qua cái lượt này để mà thay đồ. Xin phép. Làm hết được đấy. Hòa mình với thiên nhiên ngay. Em cũng hòa bình với thiên nhiên ngay. Thiên nhiên hoang dã rất là người yêu thiên nhiên đẹp ngay. Người ai cũng phải bảo vệ môi trường. Cháy cháy. Cái vật gì đây? Cái vật gì đây? Không hiểu. Ba thì đéo được nhìn y hệt luôn. Chó sợ mai nó toàn được cái đồ bị trốn ở trong một chỗ. Phải cả lìm. Đồ này là đồ mắt này làm sao bọn này biết được. Tứ kinh đấy. Anh em. Trước em cái mẹ to tuổi bố gì anh nói. PAV ui, à? Ôi trời, này thì lộ với Linh à. Đồ này đéo ở chết luôn đấy. Không, PAV, PAV không? Chưa chắc đâu, PAV nó kinh đấy. Mẹ đi, chứ phi đồ thôi. Tứ, tứ được đấy. Đi mẹ, một chắc tứ. Là gió đủ đồ đấy. Đâu, đây, đây, 5X, quên. Đồ thối này. À, tứ, tứ bé. Ôi ôi, mẹ. 5X không, hơi lùi lùi lên một tí. Nó mới chuẩn. Đúng rồi, đấy. Nữa nhưng mà phải làm sao nó sát vào cái chân của kia ấy. Không, thế là sao đi được nhở? Này tôi biến ra đồ phế quá. Quay quay. Làm sao cho nó cân vào hai cái chân đi kìa. Thôi thế này thì Tứ gánh team rồi. Tứ đâu, Nam Bách cũng gánh team mà. Đéo giờ thấy được luôn. Đéo giờ thấy được Nam Bách luôn. Nếu mà biến đồ đầu tiên mà đéo nhìn thấy thì nó bị thua trong đéo thể thấy được luôn. Tử mẹ rồi. Nó thua rồi, nó có lát. Tứ là vẫn lộ. Tứ lộ quá. Lộ, tứ lộ. Nó mà chạy qua nó mà mẹ mày nhìn thấy là phịt chết ngay. Tứ rồi, tứ không? Nam X mẹ sống. Không, tứ đéo nhìn ra được. Tứ khó nhìn lắm. Biết thế đéo là được thịt. Đúng rồi, cố lên hai em, không thể để chúng nó thắng được. Bây giờ biết là cả cái đồ đấy à? Biết là cả cái đồ Nam X trước là gì mình có đi. Ôi á, rồi, con mỗi tứ thôi, con mỗi tứ thôi, tao phải di chuyển cam tử thần ra chỗ khác đây, tao đéo dám nhìn vào tứ đâu. Cố lên, nguy hiểm lắm. Quay dập hải dương. Ba giờ anh ơi, phải quay chỗ khác. Đó, sống rồi, sống rồi, trong nhà rồi. Sống rồi, sống rồi tứ ơi. Sống rồi. Chúng vào nhà rồi, yên tâm rồi tứ ơi. Chắc chắn mẹ luôn. Bọn kia có đi tìm đến 10 năm rồi đéo. Máy dập hải dương. Dập con quái, dập con quái. Dập con quái. Aaaaaa. Đéo chết kìa. Bắn chúng rồi. Pháp ơi, vừa bắn chúng rồi đấy em. Pháp bắn chúng nó đấy. Pháp bắn chúng mà. Nhiều chứ. Chúng tứ, còn mỗi tứ mà. Em thấy rồi, em thấy một thân. Mày quá vệ. Mày quá, bạn đi tìm rồi, sao mình đi tìm lắm đấy nhở? Đi tìm đấy em cái. Ôi hiểu ba phát rồi đấy. Mà sao em không thấy một cánh nhở? Cái gì cô? Chết em ơi. Hai đứa bét phải đột quy đúng không?
này thì 3 2 3 đéo được ra. Tôi bận hay check lắm. Đi tìm với cả Đạt, Đạt thì đéo ăn thua thì có tứ thì hy vọng. Em màn hình đang bị mờ tịt để đéo gì đến gì luôn. Mày vào setting đồ họa xem nào. Với cả đây rồi càng cài nó càng nhẹ. Để cái hai là cái độ phân giải rồi. Xem có phân giải nó có về nó lên được 1920 1080 chưa? Cái đầu hoàng nhá. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đúng không? Xiaomi mà nói cái gì? Nơi nguy hiểm nhất thành nơi an toàn nhất. Ok bạn ơi. An toàn của nhất. Tưởng là đấy nhất là 5X. Hiện như này chúng nó mới không không tìm được. Nam là cái gì? Đó em, nhìn anh chưa? Chẳng qua cái đồ của anh nó trông nó giống thôi. Thế người ta mới phải nhập vai. Cái này nhập là gọi là tâm lý tội phạm đó nè. Đúng rồi. Tâm lý tội phạm. Tâm lý tội phạm. Thôi vậy. Con Dũng cái tìm như thế à? Ba tao rồi nhờ. Ờ, anh gấp đéo nó phải đi tìm khổ quá đi. Em mới tìm như thế. Cái chén này để thể hiện anh nhá. Mình là người hot thì tìm nhiều hay sao? Có cái gì? Đéo đổi đồ không nhỉ? Có, nạp tiền, nạp lần đầu. Nạp tiền cũng đéo được. Nó vẫn bắt đổi. Nạp tiền thì có nhiều tiền để quay ra đúng cái đồ cũ. Thì mai này. Hay, lần này của team tôi này đã chơi tốt quá. Cùng lên các em. Thì ba người ở một chỗ ghê vậy. Anh em phải tập trung lục tìm em hiểu không? 1, 2, 3. Nó là hoàn hảo. Người ơi, khơn đi. Ai đổi sắp lên. Có em cái. Chém. Đi tìm hết trong mấy cái toa đây các em ơi. Đấy, lần này đéo tìm được ai rồi. Lần này anh đéo tìm được ai. Tìm mạnh lên các bạn ơi. Mở to mắt ra mà tìm các bạn ơi. Cậu mẹ. Bày được. Anh Nam để hơi xa nha. Có đi đèn sáng chứ. Anh Nam muốn chơi chạy à? Đổi đồ của anh nhìn thấy. Nó không không được chạy à? Phải đứng yên một chỗ chứ. Được chạy, đổi đồ cho anh chuyển đâu? Chỗ nhưng không được di chuyển. Đấy, thiệt mẹ rồi chưa? Này thì... anh em có một người nữa các em ơi, còn ăn thế nào đấy? Cố lên. Mẹ cứ gáy là chết rồi. Đéo. Hunter à? Khó lắm. Thằng Hunter khó lắm. Thằng Hunter bé tí. Đồ bé tí à? Thế thì nó ăn được rồi. Bị quái nha. Ui Hunter trốn này đã khó lại còn trí. Cày quá. Ờ, giống quá lìn. Cố lên, mắt lửa ngươi vàng lên các em ơi. Đi học bao giờ luôn, kể cả có soi đèn. Mở bé mắt đi tìm thôi các bạn ơi, cho tim tôi thắng thôi. Đừng mở to mắt ra nữa. Cháu hiểu lên tận mái nhà cái gì. Quá nhỉ. Hay đúng nhở, thằng Đạt này thính lắm, chứ thằng Đạt thế giỏi lắm. Ờ, Đạt thính mà. Ôi, thằng Đạt nó di chuyển gần quá. Ôi, vớ vẩn lại trúng. Ôi, trúng mẹ rồi. Trúng kìa. Đạt bắn mạnh lên em. Lộ đây đây. Bé le rồi anh ơi. Lộ đây đây. Đéo bao giờ trúng được luôn. Bắn mạnh vào, nạp nhiều điện đạn vào mà bắn. Ui. Đồ to cái mà. Điis. Mẹ, ba anh em bị chỗ đấy bảo đúng không nhìn ra thật, nó trốn trí quá. Ờ, khó. À đấy, rồi. Ôi dồi ôi, cái này đi. Tờ mai cứ hốt lại 6 mạng, anh Riku mỗi người nửa mạng. Ôi dồi ôi, Pháp. Ông nào nghe ông cứ. Ôi, thế này thì thằng bọn nào đi tìm ván này thì nó sướng rồi. Mẹ, chơi bời đéo gì nữa. Cái đâu được, nhìn tâm lý tự nhiên mà. Đại chủ khách nha. Đéo bao giờ tìm tôi luôn. Người á. Ờ, cái này truy kích, bản mốt của truy kích nhé. Cảm ơn Linh. Nhảy lên toa rồi nhảy vào bụi cây. Được, anh em thử xem. Đấy, mẹ mình đứng ở đây bất mẹ tử rồi gần. Anh em chú ý là đồ của họ là họ to nhá. Đồ của họ là đồ to nhá. Tao nói thẳng luôn, tao là cái ván chuyện em bị kẹt. Anh em thấy được không? Chấp nhận được không? Nói luôn. Anh em thấy chấp nhận được không? Uầy, tứ kinh quá nhờ. Tứ thì... gợi ý luôn này, đồ tao là ván chuyện đấy. Đồ tao tìm được đấy. Cơ mẹ đặt, có được đặt trốn. Pháp thế đéo lại chui vào cái... Pháp ghi hại. Ở Pháp đéo được rồi. Pháp này đi rồi.
không Hiếu to nhá. Ôi mẹ thằng Hiếu kìa. Hiếu gánh tim rồi. Nhảy cao quá không được. Nhảy cao phải để lượt 2, lượt 1 biết thế nào đâu. Thì hơi không nhớ tìm nữa. Tứ được đấy. Ok kìa. Một tứ được, tứ được nhá, tứ được nhá. Trà trộn tốt. Đồ to nhá. Đồ to. Thằng đạp chết chết à? Phát hiện ra ai nhỉ? Vừa giết được mỗi Pháp thôi. Pháp là quá đạp. Đéo hiểu đấy. Đạp. Ờ được đạp ơi. Ôi nó hoàn hảo luôn đạt ạ. Ừ. Perfect mẹ luôn đạt ạ. Đúng rồi. Hoàn hảo không được tí vết. Em đủ rồi đấy, sao đã đủ rồi. Em chưa đủ rồi ạ. Kỳ quan nhá, kỳ quan này. Kỳ quan. Perfect mà. Ôi đổi đồ mọi người ơi. Quá. Em chưa tìm ở sau cái cửa này, em chưa tìm ở sau cái cửa đâu. Thử tìm ở sau cái cửa xem có gì không. À đây, cái gì đây? Ăn từ này. Bỏ mẹ tôi rồi. Trời bời đéo gì bây giờ nữa. Không bắt được. Ờ? Ăn hơn rồi. Quay đi, quay đi, quay đi. Nó sợ ấy ơi. Không tin được một ai đó. Đó rồi, đó rồi. Lát mẹ luôn. Lần quay mẹ ra cái đủ vớ vẩn vãi gì. Kéo ai, kéo ai. Giết được luôn. Được rồi anh ơi. Được rồi. Thôi. Quay cam cho khác đi. Được chưa em? Được rồi. Đi cu tìm ở trong mấy cái xe ô tô xem. Xe ô tô ở bên nào? Bên ngoài này. Được rồi. Đừng như thế. Quay lại. Được. Ôi dồi ôi. Quay vào bên trong đi. Quay vào bên trong. Còn mỗi dấu thì cố lên với tim nó kinh quá. Quay vào trong á. Quay vào cái... Không! Được chưa? Thế thì chết lộ không được! Lộ! Lộ quay vào! Ôi giời! Đi! Cái chỉ cho thằng đám mây mà chỉ cho nó chuẩn chứ! Sao mà để chơi? Không. Thôi xong rồi, còn vội Hiếu thì xong rồi! Không, Hiếu, chỗ này được, đéo mà chết luôn! Thường thôi, nó rất bình dị thôi! Hiếu bất tử rồi. Hiếu bất tử rồi, cố gắng lên. Hiếu bất tử. Rồi, tìm thấy. Không thằng nào đang tìm thấy đâu, đang tìm thấy đâu. Cái gì? Trời ơi. Thật là mẹ combo đấy, combo mẹ. Mẹ combo thằng số mai đi cu với lại ai tìm qua kinh đéo chịu được là cái team của ba vị trí đầu rồi. Mình lại đi tìm một thằng nào. Sao không tìm được nữa hiểu ấy. Suốt ngày được đi tìm đây thì mẹ suốt thằng nào suốt tìm mượn đi mấy ủ đi khổ vãi lìm ra đấy tớ đi tìm mãi luôn ấy. Mà hình giá mở đấy cái gì rồi bắt đi tìm đết cam mà tôi nói với anh em là đết cam tôi đết cam mà nó kinh lắm. 10 seconds remaining. 9, 8, 7, 6. Đéo thằng phương mai lắm điểm thế nhở. Nó mẹ vừa toàn trốn được lại còn toàn săn được hai ván, nó săn được nhiều điểm lắm. Yên. Anh kia vào đi. Thôi đệt mẹ đã tìm thấy rồi. Cái biển thế. Bù lào bù lều. Một. Ôi cái này tốn máu quá đấy. Trà trộn nhỉ. Chết quá nào mình chết nhanh vậy. Chết nhanh là chết nhanh. Chết quá nào cái gì. Chết còn không kịp ngáp luôn. Bình thường quá. Đạt cũng được đấy. Hy vọng sống được đến lúc đổi đồ. Ừ, hy vọng rồi. Ôi giờ mình mới biết ở trong này có chỗ trốn. Anh em tục cũng đã. Chỗ nào? Kêu anh em. Làm kiểu đéo sơ giờ pan à? Cái này mới lột vậy. Chỗ nào anh? Anh tiên đi sơ vay. Chỗ hơi bị giỏi đấy. Hoa trong gương mà, hoa trong gương. Thì ri tốt. Ra sao anh lại tìm được? Thằng này không chết. Cái này còn nhọc quá. Nhìn nó khác quá chứ sao nữa. Lộ mày nhìn ra. Trong cái nhà đấy em ạ. Anh em mình, hai anh em mình coi như là xử lý chúng nó đi từ ạ. Trong này đấy, anh nhìn lắm. Phiểu ngon mà. Phiểu được cái đồ ngon vãi nhưng mà tên hai không biết nào. Em vào cái kho kia kìa, em chưa vào kho kia đâu. Ô mẹ vãi lồ ạ. Tìm cái kho ấy anh em đấy ạ. Vãi lì. Thôi. Mấy mách đéo tìm được ai vào trong này kho tìm được kho không à? Không. Lỗi. Không bỏ đâu, bọn nó biết. Bọn nó biết thấy trong cái kho lộ quá rồi. Đây rồi. Tôi vô địch mẹ.
ở ngoài thôi. Pháp ơi. Sắp đi rồi. Sắp đi rồi. À đạt được đấy, thoát rồi đấy. Đéo thoát được, đéo di chuyển được. Sao, đéo ai chui vào góc đấy. Không, Pháp nó là sống được mấy gọi là kỳ tích. Đi. Pháp được mà. Pháp là được á, đi. Cái chỗ này cũng được mà. Tỷ lệ chết. Sao chú bảy không tìm, đáng mới không tìm thằng nào à? Không tìm anh ạ, à. Em vào trong nhà kho không ai đâu. Chắc không. Chắc chắn. Trận này khó thế. Chơi như vậy ai chơi. Vũ lên cái gì đấy? Vũ đi mẹ cái đồ của Vũ này, vãi cả đái ạ. Thế thì đồ nó bé rồi. Quay cam đi chỗ khác. Không, đồ của Vũ vãi đái thật đấy. Thề. Đâu smile thế nào? Smile đổi đến đồ này chỉ còn chờ ngày chết thôi. Lâu. Em sống hơi kinh. Đấy, Pháp đã ra đi, còn hai anh em thôi. Điệt, chết rồi. Tại sao anh Vũ như thế luôn, làm sao chết được? Vũ thế làm sao chết được? Không thể chết được luôn ấy. À, không, được. Lộ. Khó nhỉ. Vãi lộn Vũ này lộ cặc. Chúng mình. Điệt thôi, chết rồi. Số đây cái bài còn Vũ thôi. Sao tôi lại chết được? Sao tôi lại chết? Sao tôi lại chết được đâu? Đấy là một câu hỏi bọn ta vẫn hay nói chuyện với nhau đấy. Vũ là một... Vũ là một hòn gạch nhá. Đi là hòn gạch thì chơi mời đéo gì nữa. Để cho nhanh. Ý mẹ luôn. Đéo được gì nữa. Hòn gạch thì chơi con kiệt. Quay lại anh, quay lại. Khó quá cái đài. Đâu? Nó thì cao rồi. Thậm chí còn đến bây giờ còn đéo nhìn thấy nó đâu. Vũ chỉ là một hạt cát ở trong này. Cái gì đấy? Cao bé tí cơ mà. Cái đồ đấy là trốn vào cái chỗ hợp với nó đó bạn. Anh không thể nói ra được nhưng mà trốn vào cái chỗ hợp với nó. Ta này biết cả. À. Ông mẹ thế này thì biết đi. Quảng cáo bé tí rồi. Này thì biết đi đâu rồi. 10 seconds remaining. 9, 8, 7, ôi hợp lý. 5, 4, 3, 2, 1. Này đi chơi bời gì. Góc bên kia còn hơn. Ồ, được. Ngồi đây. Anh em yên tâm. Chuẩn đét luôn. Bây giờ mà chuẩn, vào trong kho chúng nó tìm chỉ có chết thôi. Chúng nó tìm trong kho kinh lắm. Không vào trốn trong kho được đâu. Anh em hoàn hảo. Cái meta kho nó là meta từ lâu rồi. Anh Dũng mà nói thế là không phải trong kho rồi. Ừ. Trong kho bây giờ là không ăn thua đâu. Ai trốn trong kho đâu. Không. Bỏ trứng vào một giỏ em ạ. Kéo một chết là gì luôn. Ôi mẹ. Vì cô cái không biết là lên mà đấy hiểu luôn cái gì đấy. Đi làm cát đấy là mới chỉ còn mẹ nam nam ếch vãi thật. Nam ếch này thì thôi gặp rồi bố đạt bố tên này thì à ở lạch rồi nam ếch cái này đéo chỉnh được đâu đi mẹ chỉnh rồi thôi thôi đừng có chỉnh là chết cứ đó đã như thế nào để yên như thế đó chỉnh được rồi đấy bây giờ chỉnh được rồi đấy. Bây giờ đổi mẹ đồ rồi còn chỉnh. Anh em thấy không? Tôi chết thì nhau đâu được. Thôi, chúng tôi đi rồi. Đồ bé nào, đồ bé nào. Úi, bác sĩ bỏ. Người nữa, không nói 5 người nữa mà. Cái gì? Đi, phải to thế. Còn tận 5 người nữa cơ. Để mẹ vừa đổi dòng. Để thằng Hiếu nhìn thấy rồi. Cơ. Di chuyển, di chuyển này. Trời ơi. Đéo hiểu cái đồ to thế mẹ. Rồi, trông chờ vào Vũ thôi. Vũ. Vũ. À, được Vũ thì sống rồi. Đạt góc thời gian thôi. Chỗ đấy nắp phải chuẩn rồi, chẳng qua tôi ra cái đồ như thế thôi. Kêu không thấy lần đầu tiên tôi không thể miệng sao. Mai cũng thời gian thôi. Đạt được. Ôi, im sống rồi. Im. Ở trên rồi mình bét con mẹ bảng rồi. Bỏ mẹ. Bét rồi. Đéo là mình cũng gần đúng chỗ này. Mày với ta chuẩn bị sức miệng đấy. Em đương nhiên là có 350 điểm. Ba anh em đi nhau. Đéo thì toàn đi tìm khổ quá.
Tôi xong, tôi xúc miệng đến nơi rồi, xúc miệng đánh răng tôi. À không, bây giờ team trốn mà thắng anh em mình là được thêm điểm. Đạt, đạt lại xuống rồi. Rồi đạt rồi, vẫn còn survive à. Đi cần về, đéo một lần là thoát được luôn. Đạt, xuống đây xúc miệng với anh. Toàn ra cái đồ đéo gì khó chơi quá rồi. Tí anh em mình đồng thanh thôi. Đêm luôn. Ai thoát rồi, còn Smile đúng không? Phụ chắc thoát rồi. Smile to mà. Đéo hiểu sao thằng Smile nó sớm được ạ. Thế đéo hiểu bắn toàn trượt nhỉ? Ờ. Thật mẹ bắn trượt hết sạch luôn đấy. Vãi cả lìn với lại bố này, tôi chịu luôn đấy. Quả cái đấy mày nhìn là mày biết. Bố phát bố đi và như thế bố bắn mà bố đéo bắn vào được thì thôi tôi cũng thì chịu bố phát. Hiểu bảo dã mà rồi mà bất trượt mà hết ạ. Ôi em bắn rồi. Đấy lại đi lại tìm. Lại đi tìm. Lại đi tìm. Tôi xong rồi. Con mẹ đấy. Rồi anh em mình chuẩn bị tinh thần thôi. Con rể. Chơi bời cái đéo gì nữa. À cho nó bên thoát thì nó đi bên đi bên đi trốn nhỉ. Ừ, mẹ. Đỏ mấy đi. Thôi bài anh em mình xong rồi. Toàn rồi anh em ạ. Đấy. Này được rồi. Cái này to cái quá, đéo trốn được. Toàn. Chỗ này vẫn hợp lý. Ừ. Ôi mẹ, thử mai nó còn 1.000 điểm kìa. Oh. Đéo hiểu chơi được gì, 1.000 điểm. Trốn ở đây tí có đổi đồ đỡ phải di chuyển anh em ạ. Ừ, chuẩn đấy. Ít sớm ai biến cái kia thì thôi, bị nát rồi, con này đứt rồi. Ôi anh Dũng ơi, địt mẹ, mày thấy không biết à? Láo này. Mẹ thì chết rồi, vết phẳng rồi, anh em trốn bố đây. Bố đời mà, anh mất nửa người vàng. Rồi, trận này mẹ... Rồi, tỉnh đéo chịu được. Mất nửa người vàng này. Địt. Địt mẹ. Ông không thêm điểm rồi. Nhưng mà tao thua trận này không săn được là bọn tao lại xuống rồi hơi à? Điền à? Em ai? Tao phải thắng. Phải thắng cơ. Cố lên vui. À nhưng mà chưa đổi đồ đi. Chưa đổi đồ. Cái này thì vậy học tập của hệ sơ mai thì cũng khí rồi nhưng mà sợ đổi đồ thôi. Tao bóng rồi. Nhẹ nhàng nâng niu những câu thề. Thế rồi, ông đúng vào vùng này thì có bay theo lá xôn xao. Phải thêm điểm rồi. Cái gì đây? Tập của sớm mai là mình biết ngay chỗ nào rồi. Đấy hiểu sao Vũ lại nói câu đấy ạ. Tốt. Đéo không phải ai nhìn thấy. Ba thằng anh ơi. Ba thằng nữa, mình nhớ ra ngay. Ôi Hiếu ơi, trông sắc mặt em xấu quá. Cố lên ca. Vũ đâu rồi? Anh em mình sẽ rồi. Thắng, sẽ thoát chết khỏi. Chết rồi anh. Nói chỗ của Smile thế là thằng Đạt nó nhớ. Còn vậy thằng mất dậy. Chơi bẩn, hiện tại anh nói gì vậy? Ê, hey, anh nhìn thấy có một thằng chạy trốn nhá. Ai? Nói gì vậy? Nó này này. Đó hiểu ông Hunter này. Mẹ nói Hunter rồi. Đi với Hunter rồi, đi chỗ khác đi. Em không vơi bị kẹt rồi. Rồi xong rồi. Rồi đáp rồi. Trận này về Hunter thắng rồi. Thua là sao mất vàng đây. À có đi cu kìa. Đi cu là sao mà trốn được. Em chỉ là vấn đề thời gian hơn. Đi cu anh ơi. Này ơi. Đi cu xong, Hunter thôi. Còn Hunter lộ quá. Hunter đi nhá, đừng di chuyển nhá. Đứng đúng rồi, thế mày lại không giết được nó thì anh thất vọng đấy, cố lên. Thế lại hai em ạ. Thế hai em ạ. Giáo hiểu mà. Cái gì đâu mày mắt mù mẹ hết cái gì vậy? Hai thằng kia mắt mù thế. Cái... Nó to quá em rồi. Chỉ có chúng mày còn ai vào đây nữa, tao bây giờ xử lại luôn. Giáo hiểu. Mọi người đều công nhận đúng không? Trong này ấm quá. Mọi người đều công nhận đúng không? Cái gì vậy? Trong này ấm quá. Cái gì vậy? Trong này ấm ai mà đang thắng được thì thôi chỉ có thể. Thế mà không vào nhà kho tìm à? Ơi trời ơi, cả nhà kho mà không ai vào à? Cái bé thế đi vào đấy bắn phứa cũng chả trúng được đâu. Thế gì cả nhà kho mà lại ô lên em ở dưới, em ở trong nhà kho và cứ quay tìm à? Thất vọng, các em sao lại như thế? Cố lên! Anh em lại bét rồi! Đi! Con mẹ!
toàn mình đéo ra, đéo ra này. Ờ, à, thì mình không ai đi ra đấy. Anh Tứ đi qua lại đấy mà. Thế à? Đi đấy. Đi. Tất cả đã kết thúc với tôi. Còn mẹ nó chơi mời đéo gì nữa. Một cái then nghe sừng sững. Ồ, anh đang đứng thứ ba làm gì? Ba, nhưng mà cái ván này là kết thúc rồi. Ba thì cứt. Ván này vẫn nữa. Còn hai người ở dưới mà. Ván này vẫn nữa. 10 seconds remaining. Em sắp của mẹ rồi. Mẹ đồ ngon mà trốn như cặc rồi. Lại bộ ba. Đây, sẽ mai tiếp tục 6 người nhá. Anh Vigo một người. Chết à? Quả dễ chết lắm. Chết. Bắn được quanh mấy cái này đi, khi nó nấp ở quanh đây này, bắn mấy cái này này. À đây. Top đi học tập à? Hỏng rồi, đồ ngon. Ừ, ông Hùng Dũng thế này thì đéo ai tìm được. Đéo ai tìm được. Đéo cần mày phải khen. Trong gương này. Đéo cần mày phải khen. Nhưng mà cái nồn. Người là xong đấy. Nhưng mà hơi tệ nạn nhá, hơi tệ nạn nhá. Tệ nạn là phải chết rồi. Trốn kém anh em vào mà trốn. Đồ đấy đố em trốn đâu được đấy. Quả bình bóng cười thật to đấy. Bình đấy thì đéo thật là trốn được cái bác này luôn. Mà sao hero được vào chỗ này hay à? Đạt thì đi rồi. Đạt. Mai nó tìm kinh nhở? Mày quá, Đạt lại xuống rồi. Ui, quá rồi, mày lách qua cây cửa hẹp ra đây mà tứ tứ rồi. Tứ rồi. To mày lìn ra bảo trốn. Tứ đi rồi, tứ sắp xong rồi. Thôi tứ này là đi rồi. Tứ phải chết, tôi mới lên. Tôi đang ở vị trí rất là nguy hiểm anh em đó. Ở đây cái này đúng rồi, tí đây cái này đúng không? Ra cuối mà. Cái này cũng được. Ra sau mới là ra cuối. Ra sau mới là cuối. Anh sẽ về tìm đi. Ra sau dễ phải đi tìm mới lìn. Mai phải rất thay một người nữa. Cái gì đâu. Đúng rồi, hợp lý. Em không có đổi gì hết. Còn 2 người nữa. Rồi xong. Ờ hiểu được, hiểu được, hiểu được, để Nguyên em. Ở Nguyên em xuống rồi. Mình vẫn trên điểm nhiều em người. Em để Yên đấy, để Yên không làm gì ở Hiếu ạ. Thế, không làm gì cả. Ok, ok, ok. Có tử đấy. Anh ra. À, nó là cái ghế này gì. Tốt lắm, tốt lắm. Tốt lắm. Kéo bao giờ tìm được thằng Hiếu luôn. Thật nhá, cái ván tới là anh em mình lại tìm đấy. Cho nên là tao tới là tao mày đi tìm mà xác có mày đi rồi cái xe ô tô ở hướng này chưa, ở cái hướng đằng sau kia chưa, chưa có tìm vào mắt tao cho tìm vào đằng sau con mẹ luôn luôn con Hiếu biết danh Hiếu bất tử đi mẹ, tao bảo luôn là nó ở ngoài trời luôn thì đéo quả trong nhà đấy đi thật đâu bán sao thằng nó mới đi tìm mẹ luôn câu trò nhảnh bán sao thằng nó mới đi tìm anh em tỉnh thoát đấy. Đẹp. Đó, nói luôn là hiếu là cái bảng luôn. Ờ Hiếu là cái bảng luôn chứ nhanh. Đố chứ mày tìm hai mạng. Có khi nó trốn ở dưới mấy cái khe này, dưới mấy khe này đấy, cái bảng thì nó sẽ trốn ở dưới khe hoặc là chạy nhảy lên cao thử xem. Ờ đúng rồi, chuẩn. Trong coi chừng trong mấy chuẩn đấy, chuẩn đấy, chuẩn đấy. Anh công nhận đấy. Đúng rồi đây, đúng rồi đây. Đi tìm đi. Chuẩn đấy, để tôi đưa hẳn cam tử thần đến đây luôn để xem Hiếu có sống được không. Mỗi sờ mai tìm được thôi. Mỗi sờ mai thôi. Ngồi hẳn cam tử thân hẳn luôn mà. Đâu nhỉ? À, ai đánh trúng rồi chưa? Mai vãi lìn quá. Cam tử thân ra đi mẹ. Lìn rồi. Đi. Biết ngay mà. Tôi mới lại tứ mới lại giảm ấy. Em bảo cái lát đi tìm ra rồi lấy. Nhớ hiểu lòi mẹ là cái khe ở dưới cái khe ở dưới cái lỗ đấy mẹ rồi cán của tao thôi không có tiền sao mà ăn được hai anh em mình chắc cần có hai thằng phải dính án thôi vấn đề là sẽ có hai thằng phải dính án đấy mẹ khổ lắm xong anh em phải thắng ừ anh em phải okay. Ừ, anh em thắng anh em sẽ lật ngược toàn bộ thế cờ đấy ờ cố lên Đạt thì chắc chắn bét mẹ rồi đéo nói làm gì rồi bét chắc rồi mà tranh nhau giết người luôn. À, nhanh. Bố tối với chúng lao à. Bố kính vãi lồn. Bố đi bên cô lại trốn về dưới nước lên à. Em đừng sai em nữa. Em lại chơi xấu rồi. Thôi em chơi sạch mà. Đây như này thì đố không ăn tìm được luôn, em có thật luôn. Đẹp, nó còn nói thế lắm gì. Anh đây như thế này thì làm sao tìm, nhảy mẹ đi nhà.
Pháp. Để đến nhà. Để sao à? Hiểu nhá. Tao em chưa thấy. Cái gì này không thấy được. Cam làm sao như tôi làm sao nhảy lên được. Nhảy xuống đi. Nhảy được. Không được. Không nhảy cao không có cái pick của ông không nhảy được. Được. Nhảy được. Thôi kìa. Ai nhảy kìa? Xem ai nhảy kìa. Có đúng người đấy. Bình thường không có. Rồi. Nhảy cao này. Pháp rất tốt. Ê, đéo gì mà rồi cho mình thích mày. Đéo KS được ạ, đi. KS với tao à, tao thay. Có mấy thằng nó lắp ra 3 thằng nữa à? Trận này là fail với đạt rồi, fail với đạt đứt rồi. Đạt không? Tứ chứ, tứ là chắc chắn rồi. Còn đạt thì... Đạt phải thoát. Khó nhỉ. Ui dồi. Đạt khó của bọn. Này, thay gì? Không cần thay vị trí luôn. Mẹ cái đồ trong cái giây phút quan trọng nhất nó ra đồ này cho tôi anh em ạ. Đồ gì thế nhở? Tôi đéo biết là tôi đéo biết là nên khóc hay nên cười à? Ơi đạt được đúng có khi thế lại ngon. Đi với tôi tụt vào trong ở ngoài lộ, ngoài lộ tụt vào trong. Tụt vào trong ở ngoài lộ rồi, tụt vào. Ok. Rồi, tiến sát đi, tiến sát đi, nhìn cho. Tiến sát vào, chưa được nữa đi. Nữa, nữa, nữa. Nữa, rồi. Thế rồi. Địt mẹ thế này thôi, vẫn lộ thôi, vẫn còn cạnh bên mà. Đi, còn mình mới đạt thôi à? Đi quạt cặc rồi. Anh ơi, cố lên. Em ấy giờ giết hai bàn bất tử rồi. Tao cũng giờ hai bàn thẳng, mày tưởng à? Cũng bất tử rồi, ở cái vị trí như này. Nam Bách không tìm được à? Nam Bách tìm được rồi. Mỗi Hunter nó gợi ý cho mới tìm được, đéo hiểu. Chỉ cần thế thôi chứ. Bắt cả đài. Cái tủ lạnh này khả năng trong cái nhà ờ đúng rồi thấy tủ lạnh này từ bố mẹ nhìn nhanh bách liền đủ đọc cái tủ lạnh em thấy ngay được từ đã bị KS rất nhẹ nhàng từ cái đặt sức miệng rồi thôi tối nay đi nhẹ nhàng mà thoải mái thôi không phải lo lắng gì luôn mà các em tìm được vũ thì em siêu đây này nó trốn ở đằng sau này các em này anh nghĩ lắm 20 seconds. Bắn mãi giống thứ hai rồi. Thôi mày okay. Chứa đi. Chứa có bạn đi. Đây rồi. Đâu? Kéo phải nó. Nhầm. Quá nạn. Ôi giời ơi. Nhẹ nhàng làm cái top 1. Thằng 8 liền là mày quá. Nam. Tí chết là thì đã làm mình hơn từng đạt bao nhiêu điểm. Tôi đúng là thoát chết trong những phát cuối mày. Mẹ đéo hiểu sao mày tìm đến 6 lần đi tìm. Đến đâu mày tìm mày. Gọi là pha quyết định. Tờ thứ hai nó ra trong cái tủ lạnh. Anh em thấy không? Đấy, mặc dù nó bị tìm nhiều như trận mấy cái tủ lạnh liền. Cái tứ này có dưới mét luôn à? Anh mẹ em nhìn lớn. Trong số này kill tôi kêu mấy giờ mai kêu 16 còn tôi kêu 15 mẹ nhì bảng kêu đấy mẹ, thật luôn đấy chết nhiều phải đi mỗi tội là sống thì đéo sống được thôi chứ còn đạt làm đi em quen rồi thì làm chưa thôi đồng thanh đi đồng thanh đi chúng em đồng thanh đi tứ thì quản ca đi tứ quản ca đi bét thì quản ca đi ôi muốn thằng dê một thằng đi nhanh đi tổ chú chẳng... ơi em sướng quá anh sướng quá nhà màng nữa liền chán nhớ chịu được mày nếu hiểu vậy còn thân nữa cơ mà còn mắt nữa cơ mà màn hình thì đã bị mờ rồi đây sang map khác đấy phát ra và lại đấy rồi giờ map gì nó khác khổ đấy khổ lắm anh em xem để Riku nó ở cái team của Smile. Cứ thằng nào bây giờ cũng ở team Smile là mẹ sướng chứ hả? Anh ơi, sướng, em không cần phải làm gì hết, em không cần tìm luôn. Smile đấy, là team kinh thật đấy. Nếu phải làm gì luôn mà. Để trận Smile một mình cân 7, mẹ sống. Thoát ra và lại không hết mở đây thôi. À, chị toàn mấy cái đồ to ấy. Mấy lễ tìm ấy, mấy cái đồ nhỏ chịu. Chết trong thua bắt đầu đổ tay máy. Yên là màn hình tôi đéo nhìn thấy gì luôn mà tìm luôn. Nó kiểu như là mẹ cái màn hình vuông ngày xưa ấy không? Cảm ơn ba. Hưng. Vào đây, vào đây. Đào. Ra đây, phát trong đi cóc. Tứ vào tắt hết cái xa đầu đi.
em bật được rồi, bao được rồi. Em vẫn để sao đâu, mà không sẽ chưa có sao đâu. Sao đâu, quality để về mét thôi. Ủa vậy á? Em nãy giờ em để ultra hết này. Ultra nó bị đen tối. Thì em tối tối rồi. Sa đầu hôm qua đi thì để về mét đúng không? Phun mẹ cầu hình. Cái motion blue ấy, em để về ít thôi. Motion blue motion. Để về thấp nhất thôi, low hoặc là mét. Resolution scale để lên 100 nhá. Map này hơi khó, map này phải ít chỗ trốn. Map này motion blue khó. Em bật mẹ tắt lẹ luôn. Map này thực sự bây giờ là khó. Tắt hết bóng tăng sao sáng cao trên trời. Sao không chơi map tử thần nữa, cái map bé tí gì chơi đéo gì, cái map ở trong đấy thì thật là mẹ. Map đấy nó phải ra mẹ có cái gì đó cập nhật thay đổi một tí bắt đầu nó đúng mới rồi, có cái map bé tí nhẹ như lòng bàn tay. Thật 10 con kill mà nhét vào cùng một. Anh em chỉnh cái gì chỉ coi cái đất nào. Có 9 con thôi, 10 đâu ra. Chỉnh cái gì? Để cái đổ bóng ấy xa đầu nó xuống thấp thôi. À sáng. Rồi. Mỗi cái đấy thôi đi. Detail quality. Effect quality. Đấy phải để 2 lên chứ. Cái map này bây giờ khó, map này là khó đây này. Để mà sống được là phải cực kỳ kinh khủng. Map này phải, lúc đầu cứ tưởng là nhiều chỗ trốn nhưng thực ra là phải cực kỳ ít. Thực ra là cực kỳ ít. Sáng quá. Với lại còn ai trốn thành đồ gì nó còn có viên trắng này, ít mà ngon rồi. Bật được quả tính năng này bảo sao đồ viên trắng. Thằng Smile bảo sao nó nhìn rõ vậy, hóa ra có cái tính năng đấy ạ. Đúng rồi, có tính năng đấy. Enable coi như là đi. Nam X mình Hunter rồi. Cố lên Kev ơi. Em đổ lại cái tủ lạnh sồm bà. Em bật hack rồi, không phải lo lại tủ lạnh. Đạt sao lại tự thoát ra kêu ta khổng lồ tủ kìa. Lạnh luôn vậy. Ôi cái đéo gì đấy. Con mẹ. Con người về chọc trời không ạ. Ngon rồi, ngon rồi. Chuẩn bị vào anh em mình là xử luôn đấy nhá. Thật nhanh anh em mình chiến thắng ngay ván đầu tiên là coi như là không phải lo là bét luôn. Chỉ cần thắng một ván anh em đi tìm luôn là không phải lo luôn. Cứ có viên trắng thì cứ viên trắng là bắn. Ngon. Có đi mẹ mày, đồ nào cũng viên trắng anh ạ. Đồ nào cũng viên luôn. Ủa em sao chỉnh được viên trắng? Nắm ấy. Ôi phèo đi thời gian rồi. Làm hết tao đúng đấy. Làm hết. To là. Đi con mẹ. Cháu. Lối mà đéo theo đéo thấy à. Đéo người cổ lên trời thôi. Thấy viên trắng bắn ngay. Viên trắng đấy phải nhìn nhanh. À, pháp này. Chắc mình phải chui vào đấy thôi. Uầy, vũ đồ đẹp thế. Chưa biết được, trong ngoài này khói này. Thôi rồi anh ơi. Chắc đẹp là tấn 2. Bệnh an toàn. Khó chịu giờ. Tấn 2 em ơi. Nhân phẩm thôi. Đạt nó bảo đó là cái tủ lạnh, mà có thấy tủ lạnh đéo ở đâu. Tủ lạnh, nhưng mà nó rút vào rồi. Để biết BAV này. Đủ lạnh nhưng mà cái đồ to vãi lột thì... À, con cây đấy, con cây bọc rất vô duyên đấy. Giết thôi em, nhanh, lập công. Rồi cây bọc đất vô duyên này. Nãy giờ tao không biết thằng nào đâu, tay em mày cành cái đi. Cái nhìn thấy mày, thấy cái chai mấy thứ mà tao đi ra, lìn lượn. Các em hãy gánh anh nãy giờ đéo từ thằng nào đâu. Uầy, sớm mai mẹ quả vào mấy đồ kinh. Đạt được đấy. Đạt vẫn đổi ý à? Không, vẫn chưa ra đồ. Đéo dám đổi rồi, đang đéo dám đổi. Rồi, cảm ơn. Nhưng mà sẽ phải đổi mà. Anh đẹp ngon nè. Ẩn, next gen lâu. Ờ, đừng tính nữa nha. Ừ rồi, quay mặt vào trong là được. Ừ, đạt ngon này. Này, căn bản vội quá, không có chỗ. Cái hồi nãy ngon hơn bây giờ. Ô lão này. Bảo quay mặt vào trong đi, ông nhìn thấy ông đọc được. Mẹ đâu hiểu. Đéo kịp quá đi. Quay toàn đấy. Đéo kịp. Ngon mà. Chỉnh đồ. Chạy. Còn Smile với Riku. Chắc là Riku ok chứ. Im. Đồ gì vậy? Nó cười vãi lìn là đồ thì thấy phải to lắm đấy mà anh em nhớ gì ra. Đồ Smile muốn đời vãi lìn. Anh nó trốn được góc đéo là nhờ. Smile mẹ. Đúng kiểu mẹ ấy đấy.
hạc giữa bầy gà con mẹ luôn, thiên nga giữa bầy vịt luôn. Nhưng mà đéo hiện ra nó trà trộn đấy các em ạ. Quá anh điều chắc tìm được. Ủa nó 30 điều kia. Cái này nó cái này nó là ấy rồi, cái này nó là vấn đề về con người rồi, tâm lý học rồi. Ngay cả trước mặt này mà nó nhìn ra giống cái phụ hình to hồi nãy á. Nó rất là lộ nhưng mà mọi người là không nhìn ra ấy. Tâm lý học loài người à? Đúng rồi. Loài người này. Mà nó còn có điểm đánh dấu luôn. Chắc cái thắng đâu. Bây giờ mà không giết được tí nữa nhìn thấy là thế nào cũng rất là tiếc này. Thật tiếc. Đi khó quá. Đi nó có con đen trốn. Thế mà không nhìn thấy à? Tốt. Ít dạ như thế này. Cái này phải nghi lắm này. Đi, cái này sai đấy, đi cặc. Thôi thật ra rõ sao sao bọn này ra. 20 seconds remaining. Đéo đâu rồi? Đây cơ. Đây chỗ khác rồi. 10 seconds đâu đây? Remaining. Chỗ nào đây? Ôi dồi ôi, nó này hoàn hảo. Chỗ nào bây giờ? Để biết đi trốn vào đâu rồi? Ăn tên mình của ta đây. Đéo vui đâu. Đó đi tìm đấy ạ. Rồi, nhiều vãi liền luôn. Rồi. Mà trận trước chưa ai mày đi quy đúng không? Đi. Có thể quái là em đã mét rồi. Sao cái số mình lúc đéo nào cũng đi về gặp thằng Survive nhở? À, có đạt đề thì có gì cũng chết kìa. Thì cũng chết rồi. Rồi, team này là team sát thủ thôi. À, team này nó bố đời lắm. Đéo chết rồi. Ông ơi, em không tin nhất là mai rồi. Con tao team chết rồi. Team sát thủ không bằng team dead cam em nhé. Tí nữa đến lượt đây này. Tại vì đến lượt này từng thằng một này. Chấp nhận đấy. Thôi các em đừng có cười anh. Đấy là các em cũng riku là vấn đề thời gian thôi. Nào. Tứ lại trà trộn à? Tứ à? Tứ lại tâm lý loài người đấy. Tứ cái này tâm lý loài người đấy, thật đúng chuẩn đấy. Tứ công nhận là nó đọc sách tâm lý tội phạm mẹ rồi. Là chỗ khác đi, chết bây giờ mà nếu hiểu. Em cái, em này, chết thằng Smile này. Mỗi lần anh đến là nó chạy đến. Thằng Smile là nó giết, chắc chắn là Smile giết Tứ luôn. Chạy ra Tứ này. Anh đừng nhìn em nữa, anh nhìn con đi luôn nè. Anh nhìn mày đéo đâu. Chỉ hy vọng về Hunter. Đã bảo đừng nhìn nữa. Ở gần em nên là em mới cố lên hát thôi. Anh Vũ ơi, mai em thi anh phán hộ em bài văn nè. Gió lạnh đầu mùa anh em nhé, mai lạnh. Thôi xong rồi. Hunter thôi đi rồi. Thế là hết. Thế là hết. Hunter thì lại hay. Ở đó cơ sao một mình. Phải chăng đã cũng thật tình. Và tiêm vương nơi ta. Nó chỉ gió bay ngang qua. Tao ở dưới này mà không ai nhìn thấy. Để buồn nó nghe thôi. Tâm hồn mình này cậu trai thất tình. Đéo hiểu sao nó cứ dình mình nó cứ quay ở tắt cái chỗ đấy luôn. Hunter đéo thì sống nổi. Quả xe xúc xác này thì xe xúc xác. Tìm thêm ai, tìm ai ít điểm mình đứng gần. À thế này. Rồi từ còn mẹ xe xúc xác. Nam ếch này cậu trai thất tình. Bò đi đâu hỡi em. Định đi đéo gì nữa. Tờ mai kịp làm 4 xác thật vừa rồi, sợ vãi lồn. Chỉ đi còn vãi bóng ra này. Ôi chịu chết đi còn đéo gì nữa. Sợ vãi xong thiệt luôn á. À anh Dũng vào đường cuối. Em có vẻ lo lắng thế. Thằng xe xúc xác chết đi rồi đó. Đang tìm chỗ trốn xe xúc xác thì thế thôi, kêu cái thì gì đánh Dũng lên rồi.
lên. Ôi rồi ôi mét bảng rồi. Âm điểm mẹ rồi kìa. Ỉn mày. Ấy là Hiếu ơi, cosplay khá quá nhở. Được đấy, chết thôi. Chết rồi. Sợ mày. Kịch ảnh spy trốn này ai tìm được. Không, tí đã biến đổi đồ trước mà. Chắc trận này đen ra đồ đấy thôi, tí mình đỏ ngay mà. Edit thế mà. Đó đồ đoạn nó cứ lộn xộn hết lên nhỉ. What the fuck. Thế tiền rồi. À. Anh Dũng lại tâm lý học đại người. Tâm lý học. Mà đéo rồi, lần này tim trồn có thắng đời. Ôi trời. Thì cù thì cù chết gì. Hunter chơi chết cả đâu, anh xem Hunter là cái gì mà có vẻ ai kinh đấy. Khá đấy. Cờ bạc cả bài bạc nó ăn nhau về cuối. Tim trồn cố lên để thêm ít điểm nào. Ngon, ôi Smile trốn trí thật. Ôi toàn đồ bé thôi, chúng mày thua rồi. Bọn nó biến hết rồi. Cái Discord mẹ thế bao giờ không. Ủa ông Dũng ngon vãi lìn thì làm ra quả đồ rồi. Ngon con kẹt. Đồ này đéo là chết luôn đấy. Đồ này đéo ai nhìn thấy luôn. Ủa Hunter lại xong nữa rồi. Chết ngay. Ngon rồi, thắng rồi, thắng rồi. Mẹ sao nhìn cái hình nhỏ của nó ngon thế nhỉ? Mà thế đeo nào lúc ra nó mẹ. Như cất mẹ. Này, sự chết rồi. Đéo chết được, đồ này nó hợp. À đúng rồi. Phong thủy à? Phong thủy. Chồng lạ mới đi. Thấy vô lý, nhìn kỹ sẽ thấy vô lý. Chả thấy hợp yếu gì. Nhìn, không nhìn thì sẽ thấy hợp lý. Không nhìn sẽ thấy hợp lý. Không nhìn sẽ thấy hợp lý. Lướt qua là sẽ thấy hợp lý. Hunter em đùa ngon rồi anh biết rồi. Các em em đùa ngon rồi. Tử em múa. Em nhảm. Anh Dũng à. Lý bù lý cái chân vào thì cũng là vấn đề thời gian thôi. Thắng rồi, trốn thắng rồi, đéo chết đâu. Ngon đấy. Đấy là kia cũng tìm được thằng nào à. Đéo rồi thấy Hunter rồi. Luôn câu cho nhanh. Đéo rồi thấy Hunter luôn. Cho đến năm sau mẹ luôn. Nó biến ra cái độ này xong rồi nó tìm được đúng cái điểm này để nó trốn. Đạt lần này mà tìm được là ngon đấy. Là có khi là không bao giờ bét đâu. Vấn đề là phải tìm được em ạ. Đéo tìm được. Và anh đéo dùng bét cam với Hunter nữa. Chắc chắn nó hợp lý quá, nó hợp lý quá. Chỉ mẹ luôn đồ tứ này. Đấy chạy thẳng. Rồi sai đường rồi đấy, quay lại. Đi còn mẹ thì mày thì đúng cái gì vậy? Thì nó vào sai đường thế. Con bé nó cái tim. Ơi mình lại lên trên vũ rồi. Địa lại tìm rồi. Còn ai mà tìm cấm lên nè. Tìm ông Dũng à. Đi, mình với cả Nam Ách ván này thì thôi hai anh em mình là một cái đại. Phải tự tin lên chứ. Thôi, thì thầy thì mẹ với nhau mà sống thôi. Thằng 110, thằng 80. Đủ mẹ em. Tưởng đi mà mày có cái viền trắng như nào, tất cả đều viền trắng ạ. Anh em muốn xem tôi nghe tôi rơi còn lâu luôn. Anh em luôn. Tôi đến những cái phút cuối đó phát huy cái năng lực. Tôi thắng ván này cho mà xem này, ván này mình thắng, anh đảm bảo các em luôn. Anh bật mắt sổ nha, bật mắt lửa ngươi vàng rồi. Được, anh sổ riêng em nghe luôn. Yên tâm mẹ luôn. Đây đéo gì rồi, anh em phải từng ngóc ngách rồi. Ý bảo mình rút sọt găm ra sớm quá, cứ tưởng này, mai này mà thoát thì thôi. Đi đi các em ơi, phải đi đi. Tách ra, đừng có tập trung vào một chỗ. Vì lúc đầu đi là mình xử lý cái thằng to ấy. Im. À hả? Im. Đầu tiên là nên đi xử lý mấy thằng to trước. Mình còn lắm bảo đại với đâu. Lại bắt đầu đấy. Thế mà đấp tâm được lý loài người đấy. Thế mà đấp được. Đã không lắm bảo đại thật à? Khổ. Mình nhìn thấy bắn đéo kịp. Đít quá. Đi sao vậy? Ông bố lều. Đi mẹ tim vậy. Còn mỗi mình Hunter à? Còn hai người. Còn hai người. Còn ai nữa?
Trời ơi, giờ vẫn tin team mà. À, thì xem sách ra. Từ ạ. Cái đồ nhỏ mà. Nó đổi đồ đấy. Nhìn nhìn nhìn, lên cao nhìn các bạn. Cao. To con đầu nhỏ. Được đấy. Nó đâu nhỉ? Ui đi con mẹ. Cũng được, thôi đứng xuống. Được, tươi. Xuống à? Xuống này. Con hiểu đúng không? Cố lên các bạn, anh em mình thắng rồi. Còn Tứ, Tứ lại hay lắm. Tứ à? Tứ hay lắm. Hay lắm à? Hay lắm. Hay đấy. Các bạn thằng Tứ này nó ngu ấy mà mình đéo suy nghĩ được như người ngu. Còn Tứ này. Ngu cái lồ đi. Nhầm bạn. Nhầm. Ôi Tứ cho 10 năm nữa không tìm được. Tứ đầu bé lắm. Bé Tứ đây này. Lào bồ lều thế nào đi quen thì anh nói chuẩn chưa? Anh đã bảo là team mình thắng là thắng. Lúc kinh mà đi, lúc đầu gặp mấy bạn luôn ạ. Mình này. À, sao vừa rồi được lo để ấn nhầm mẹ và nhầm vào cái nút đấy thôi. Thì bỏ mẹ thôi. Ta đà. Bấm nhầm vào cái nút mẹ đổi đồ. Đồ đầu quay ra ngon với lìn đâu hiểu. 20 seconds remaining. À, thì mẹ tao chết, tao đéo chết ở mình đâu. Không anh. Đi con. Đi ra chút. Hãy đi. Ơi anh em mình đéo chết được vũ ạ. Anh em đéo rồi chết luôn. Cầu gì. Toàn đồ to mày đéo hiểu ấy mày. Trời ơi, quá chí như này đéo bao giờ chết đâu. Đéo chết thì đéo được. Chết rồi sao được. Mời tha cho vũ khổ thân nó. Đó. Đó. Cái này sao mày đi tìm rồi. Mãi lộn sao mày đập bắn chết mình luôn ạ. Chà cho như vậy. Đồng lộn. Đóng cửa một viên nào luôn ạ. Ui sớm mai bắn kinh thật đấy. Có anh à, không thấy ai nhỉ. Bắn tần hụt này. Ông này thì chết chắc vậy. Bắn kinh thật. Con chó nhớ phải có phải nhận xét từ không. Nhận trong... xét cái đồn. Mày thấy lo mày. Nhận xét cái cặc. Trong sắc mặt đang lét rồi. Xong thì đéo được. Đấy còn có thằng chết trước tao kìa. Vấn đề thời gian thôi. Thật vấn đề thời gian thôi. Thế rồi. Anh còn có 38 máu. Rồi, sớm mai là mày chết rồi, bắt sửa tái rồi. Rồi, Hunter xử tao rồi. Chết rồi. Anh đừng ghét cam em. Tứ được đấy. Anh ghét cam em là sớm mai nó hụt máu đấy nha. Hả, anh ghét cam à? Anh không ghét cam, anh ghét cam nữa. Anh nhìn vẽ trên trời, vẽ đấy. Đâu, anh nhìn xuống thì thôi. Anh nhìn chim bay trên trời, đấy, cái lẫn chết rồi. Đâu cũng lời, chỉ là anh... À, nào đấy cả. Ờ đấy thì mà thấy chưa? Đây nha, nãy giờ anh nhìn trên trời luôn nhá, thì anh đéo nhìn đất thì mày đổ tội đất cam của anh. Quay ra quay vào cho đấy ba lượt quay lại giết rồi. Trời. Còn ai nữa? Anh em thấy tôi bứt tốc kinh không? Phải quá từ đây luôn. Xong rồi, xong rồi. Nó đéo đúng gì ở đây không? Ơi. Rồi, rơi xuống. Xuống rồi. Rơi xuống vừa khít chỗ đấy luôn. Đéo ai biết luôn. Người nó sai hoàn cảnh. Không, hợp hoàn cảnh, hợp cực luôn. Cái tìm ra luôn. Đéo có nét cam của tao trợ giúp thì đéo giết được đâu. Câu chủ dành. Tôi đi ngắm cảnh anh em ạ. Ờ, đéo có nét cam. Như này mới biết xét này. Đấy ông nghe ông quán này bằng mẹ chó rồi đấy. Đéo hiểu mày. Mày đéo nghe nó, mày nghe nó đem đi rồi. Con đồ non ta. Đi cu thế đéo, có cả trạm rồng phượng ở xung quanh đây. Anh hít máu rồi, anh hít máu, anh không bắn linh tinh được rồi. Làm sao mà tìm được. Ở bên hông là còn có tìm máu đây này. Bọn này nó không ra bắn phứa nữa rồi. Mỗi smile là nguy hiểm rồi. Mà smile ít máu sợ rồi, cóng mẹ rồi. Cóng ngay. Thắng là cái đéo chắc. Đấy, Hunter chết rồi nhờ đấy. Hunter sao lại coi như là đến cái mức độ như thế hả em? Không để ý báo. Không cần biết là Hunter chết là em bị trừ nhiều điểm lắm đấy. Đúng rồi, chết là trừ nhiều điểm hơn cả sống đấy. Em để hiểu sao Vico với Tứ mà sống được ạ. À? Em cũng không hiểu sao được em. Trà trộn.
Có nhờ, không thấy gì hết. Ôi thằng ơi, đấy, gánh tim nó phải thế. Anh mẹ ngắm chim nãy giờ hơi mệt rồi chứ. Không hiểu. Thôi, cho anh nhìn xuống đây. Cho chưa? Cho chưa? Cho rồi, cho rồi. Nói luôn. Này, thoải mái nhá. Đấy, cũng có lại bảo là... Đây, cho anh em nhìn Tư với lại Riku đây. Tuyệt vời chưa? Trốn thế này thì làm sao chúng nó nhìn thấy được đố luôn. Em không thể là con sống đâu mà. Tự nhiên gì... Ông không hiểu. Đấy. Bất tốt rồi, bất tốt. Không hiểu ạ. Ông đi tặng ông đi một cái. May mà mình ở trên đấy. Đây rồi, lại đi với Damage với lại Phát rồi. Mẹ. Thế đéo anh em mình xong rồi cứ một đứa khác nhỉ? Ván này anh mày có tin anh em lại thắng không? Nào. Thắng nha anh. Anh vừa bật cái chế độ nhìn lên rồi, yên mẹ tầm luôn. Mà cái chế độ nhìn này của tôi nhá là anh em xem sửa chim sẽ không thấy cái viền đấy. Chỉ có tôi nhìn thấy thôi. Hay quá à. Trong OBS rồi. Nó bị như thế. Ok em tính ăn. Yên tâm mà này thắng. Mẹ anh làm cái đéo gì đấy? Không phải yên tâm em tin mà nó thắc mắc rồi ấy. Đéo thay đổi được ấy. Muốn thua đéo được ấy. Ấy cái đi theo. Nhầm ạ. Cái đéo gì đấy? Vừa vào đã sạch cái gì đấy? Úi giời. Tết đạn, tết đạn. Tòa túa đi các bạn, túa. Riku san hòn vọng phù à? Hòn vọng phù này. Ôi. Hiểu rồi đấy, lập công ngay. Tốt. Chết rồi. Kinh kìa, vũ kinh đấy. Ngôi nhà nhỏ chết thảo. Cuối đi. Ngôi nhà nhỏ chết thảo Nguyên à? Trời tao cửa. Toàn vãi lìn ra đã đi ba thằng mẹ. Chơi bởi đéo gì? Nó là niềm tin các em hiểu không? Đạt này. Đấy, vấn đề nó là cái niềm tin. Khi mà anh em mình đã tin là anh em thắng là nó sẽ thắng các em hiểu không? Muốn thua là khó ấy, tầm này muốn thua là khó nào ấy. Nó thời đến nó không cai cản được đâu. Em cố. Nếu thắng được luôn, bán này em gánh tim tiếp cho anh xem. Mày sắp biến hình đến nơi rồi gần. Thật. Biến lại đồ cũ nó đéo ấy. Rồi ván này là trông tại các anh đéo nhìn thấy thằng nào đâu. Thắng rồi. Là phút quyết định. Cố lên. Đậu linh đúng. À, cái này có đồ à? Tớ không thấy nói gì. Chết rồi. Nói gì sau khi quay là thế nào nhỉ? Sao còn chưa đổi đâu. Ừ, đéo dám đổi đâu. Chắc hưu cao cổ rồi. Vâng. Vẻo với hạ sờ mai rồi. Còn Hunter với lại Tư đúng không? Hunter tìm trên cao rồi này. Cật rồi. Thật mà Hunter tìm trên cao rồi. À hay đấy, Pháp. Đó Tư. Hunter đồ bé này bất tử rồi. Chỗ em đâu bé đâu. Đồ em bình thường. Cái chỗ nó phù hợp. Chỗ phù hợp à? Lại phải gánh tin buồn quá à. Mẹ đéo phải à? Gánh tin. Ôi xong rồi. Đấy. Con Tứ thôi các em ơi. Nhưng tao đưa tầm anh là cái đồ này không thể tìm đéo được. Đéo là anh Tứ sống kìa. Đồ này không thể nhìn thấy được rồi. Thế là anh ấy còn nhìn đéo ra mà. Chỗ này có bắn phứa không bắn vào được. Đứng bắn, cho đứng nhìn vào bắn không trúng được luôn. Bắn phứa bắn không vào được luôn đấy. Nó cái nóc này đi. Để ra cái đồ như thế. Nó cái nách này nó khó quá. Khó nhỉ. Cái này nó khó quá. Gợi ý ở trong góc. Gợi ý. Bởi vì nó còn tự tin nó bảo là trong góc thế này thì còn nước non gì nữa các em. Nó vào không thấy luôn đi, đừng có nói. Không vào luôn. Cái này đi nó nhìn thấy được. Đọc nói. Khuyên anh em mà thông bắn được mắn làm gì cho khí đạn. Bắn không chết đâu. Để bắn sau bắn cho đứa tốn. Đẹp mẹ nó đâu nhở. Nam mách bực. Ôi bạn ơi, cho tôi nhìn cho bắn nữa. Đâu. Cái góc này nó khó. Cái góc này nó khó thật. Rồi. Đéo thay bắn nữa. Đâu ấy. Để mẹ nó gửi tay. Có nó đứng ở đấy à? Không có. Anh đi vào đấy bao lần đấy. Không có. Chơi. Đột. Nó nhảy xuống hay sao ấy. Em tìm nó mấy lần mà. Ờ anh tìm nó mấy lần mà. Em ở đấy, em ngồi đấy từ đầu. Ngồi đấy mà. Em lại vô luôn nè. Sao quá này đã lắm vậy?
20 seconds. Ôi dồi ôi, đi đâu bây giờ? Sao mày lại bị chỗ đéo như đấy? 10 seconds remaining. 9, 8, Thì 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ờ, trước này, team kia mà thôi. Hãy xem đây, một thằng chuẩn bị chết. Ừ, tốt. Ủa, cố lên anh Tứ ơi. Rồi, anh sẽ lo hết. Anh em mình nương tựa vào nhau mà sống thôi. Ôi, xong mẹ rồi, chúng lộ với lìn rồi. Ôi, tờ mai nương tựa vào nhau à? Ai cũng có mạng rồi á. Ủa nha, anh mà Vũ, anh nhận thấy Vũ không? Nương tựa Vũ nó là như vậy thôi mà. Trình đéo đâu ra mà tìm nương tựa này. Tình quá nhà đạt tình đấy. Thôi đi, đối thủ bật hạt kỳ quan sát rồi. Thôi thế này thì đạt tôi cứ thế này thì long mạch nó về rồi Vũ ạ. Tìm cái gì nữa? Ủa ai giết em mà sao em chết nhanh vậy? Anh giết em rồi. Mình còn đéo di chuyển được luôn này. Mày đứng đấy thì xác định đi. Kêu cái gì? Nó bị kẹt mẹ luôn rồi. Anh vấn đề thời gian nó mà cái gì chết thôi. Đẹp thì... mẹ đéo di chuyển được hỏng rồi. Nguy hiểm rồi. Ôi sao bắt đây Hunter lại gần bet thì các em khổ thế nào, chuẩn bị gen à? Thế mọi khi thì cố gắng bán này sớm lên nhá. Sao đâu trận sao em giết hết. Dạ. Chỉ huy ta biến lên cái. Ôi ông Dũng cái lay đi. Bết cam, bết cam. Thì sao? Thì sống. Thôi. Chắc chắn sống mẹ luôn. Anh Dũng thế này. Anh Dũng này. Ừ, anh đây. Ui Hunter, nhà rồi thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Hunter thắng rồi. Thắng rồi. Hunter cái đồ nó hợp lý vẽ lìn ý, thề. Hợp lý cất, hợp lý ấy. Hợp lý cất, cái này tao nhìn mà chết ngay. Cái này phải ướp mặt vào. Mà đeo cần biết, chỉ cần tin tin trốn sống thôi. Anh Vũ à? Anh Vũ à? À, chắc anh đây thôi. Hunter vậy, vẫn thế. Hunter xem mẹ đi coi như là tự hủy như thế mà giờ không. Được mà Hunter được khó tìm. Team trốn chỉ cần thắng thôi. Là mình bất tốt. Không có cơ hội cho chúng nó luôn, nó thật với anh em luôn, câu trò nhanh. Không, map này có cái trò đẩy vào đường bán nam tí, anh đứng em đẩy gần lộc của nhà luôn. À thế à? Tí em đẩy không? Đẩy vào trong nhà á? Thì bữa đó, em đẩy ra là tứ lọc vào gì đó. Tứ lọc vào mẹ nếu anh chơi thế. Xong rồi kẹt, chết kẹt mẹ cả hai thằng. Một thằng nó, một thằng vào thôi. Anh đổ nó không bị. Ai chơi thế, nó mất vui em chơi. Chỉ có mày với thằng Tứ chơi thế. Thật. Mày rủ anh, rủ nhầm người rồi. Làm người ai làm thế. Ông đâu lúc mình lỡ mình va vào nhau thì nó đẩy vào. Ở đấy là lỡ rồi. Cái team này là vô vọng. Đó mày phải chắp riêng, đéo nói to thế, đéo ai dám nhận. Vũ đã bét lại càng bét thôi. Vũ kinh không à, bây giờ vẫn đang kinh không. Đéo hiểu. Giết được một ai à, hiền lành quá. Ăn chai rồi, tầm ăn đéo tin được ai luôn Vũ. Không chơi map luôn. Mà cái map phải chơi bao nhiêu lần rồi chứ, đéo hiểu. Vũ ở đâu nhỉ? Anh á, anh gửi ý cho em luôn nhá, anh là một cái thùng. Màu đen. Hunter cơ mà. Đỡ làm sao được. Anh gợi ý cho luôn đấy. Rồi. Còn vệ chui vào đây. Mày hạng 7 rồi. Toàn đồ hiểm vậy. Đừng đi địt mẹ mà đừng đi tìm nhá. Mày cần. Anh hiểu không? Tin anh mình là lần trước thắng mà. Ừ. Ờ, có niềm tin em ạ. Phải có niềm tin. Rồi, vừa lại đi cùng Riku là thắng mà. Ừ. Mày có niềm tin thì anh em sẽ thắng. Yên tâm. Trốn cho kỹ vào nha. Trốn cho kỹ vào. Đừng để bọn này nhìn thấy. Tứ hề kìa. Tứ đi rồi. Anh chết rồi. Không thể à, được phải cố gắng sống sót. Anh em yên tâm mà này, bọn tôi thắng cho anh em xem này. Trốn kỹ vào. Mùi chiến thắng đã bốc lên tận coi như lỗ mũi tôi rồi. Thời tới cản đéo kịp rồi. Đặt truyền thành cá lại ra cư. Thế đéo là vừa vào đã thấy doanh gì đấy. Đặt truyền thành cá lại ra cư à. Hay chết thật thôi. Đâu hiểu mình cách xa người Hunter tôi vì cái cái điểm rồi còn đéo bằng Hunter. Cái điểm đéo bằng Hunter. Mà thấy thằng nào nhảy nhót ở đây sao mà? Thế nó ở đây đấy. Đang ở rồi.
Đéo đâu, Tứ còn chưa chết kìa. Thuyền thuyền của vô bảo đại còn chưa chết kìa. Đấy, chúng mày xem như nào chứ để nó như thế mà không giết được nó thì kêu cho nên độ quá đi anh. Mẹ tự chấp nhận mẹ đây rồi đấy. Anh kỳ được em luôn. Đi tới để mày ra cái chết chết kìa. Đi đi đi. Mặt thật không biết là Tứ đi đúng là đéo hiểu trốn được góc nào rồi. Ô, mình lại quay về cái khu à? Em điệu đứng lâu đấy à? Đứng lâu chứ. Chết rồi, nó biến hình rồi. Đéo tìm thấy từ đâu cả. Nhìn, lên trên cao mà nhìn xuống. Ôi chết rồi, đéo hiểu. Chết bạn ơi. Từ chết bạn rồi mà. Mình cứ đi tìm cái thuyền. Chết đã đời. Đi con mẹ. Đi trai không? Trời ơi. Vãi lồn, vãi lồn, Hunter thì sỏ quá cứt. Ờ này bay to win vô đi rồi, vô đi rồi, vô đi rồi, vô đi rồi. Mày còn cặc nghe, nãy đồ to với đái nhưng mà này có nhiều góc trốn đấy. Đó xem vô nào. À, đồ này không đi được, đồ này nó khó nhìn. Đồ này là để xem chịu và xem bụng này. Bay theo gió, sốn đất. Đó hay. Tốt. Còn Hunter với lại Smile rồi. Đèn quá. Đồ đấy thì sẽ mụn ra đây. Dấu yêu thương trong tuần hoa. Lá rơi. Hunter hay trốn chỗ này lắm, rồi sao để ý. Hunter cứ tìm cái chỗ nào cọc cào. Hay đứng. Đúng rồi. Chỗ này nhìn vào là thấy Smile nhích qua xíu. Có lý nhỉ. Đấy, 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 chỗ đó đấy, đúng rồi đấy. Anh giống như là các em tìm đây. Anh chịu rồi. Em biết rằng giết là thằng nào đây. À ván không giết được một ai là chỉ đéo nào cứ sống ký sinh chứ nào nhở. Mà sao nó xem biết đâu. Em thân tìm hay nhiều vậy. Ôi em không biết nữa. Mà ký sinh team nào thì để thắng đấy với kinh. Thì để team mình lại thua. Anh cố lắm rồi đấy. Còn hai mẹ nữa. Bảng sờ top đấy á? Không phải, tôi nhìn tôi biết ngay không phải mà. Anh nghe mắc làm gì? Anh xuống đây leo top rồi à? Anh đi chẳng leo lên top. Em ghi anh lại. À thế được rồi, chắc trước anh Dũng chưa lên nhá. Trận này thì thôi anh em hòa. Đâu, trận trước anh là đạt lên rồi. Thế à? Vâng à. Vũ Điền mẹ. Lên con Điền mẹ rồi sao? Trận này là hơi lag, mạng hơi chậm. Vũ lag mẹ. Có là cảm giác. Đi, Smile chỗ này hả? Tối quá, cái chỗ này không nhìn thấy, tối quá. Tối không? Được trốn rồi. Đừng chết mình, nguy hiểm rồi. Mẹ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Thôi tay mà. Mày nhìn đây này. Chỉ nói chúng mày biết. Nó là tuyệt vời nhá. Riku à. 20 seconds remaining. À, tao chết đã phải cho hai thằng này chết theo. Mẹ cố cho hai chết. Chết chắc luôn rồi. Ờ, đố anh giết được em đấy. Ai lại cho Tứ kinh quá. Ờ, bất tử rồi, em là bất tử rồi, em bất tử rồi. Smile gọt. Tôi đèn quá anh rồi. Đéo kịp. Ôi giời ơi, Riku thôi, cố làm gì. Em chịu. Chẳng chết. Con mẹ Tứ nó trốn kinh quá. Mẹ đéo ai có thể bắt được nó luôn. Vãi cả cứt ạ. Pháp à? Tìm kia tin thảm sát à? Đã còn có 2 người đấy. Vừa vã còn 2 người. Nhưng mà còn 2 người là 2 người. Có bình gà. Coi nào Bách thì chắc chắn là đi rồi. Chỉ có Tứ thôi là tao hy vọng lần sau thay đổi. Có thể có gì đấy nó... Tứ là đéo ai để tìm thấy rồi. Đéo có một thằng nào có thể, mẹ thật đấy em luôn, một thằng nào có thể mò vào cái chỗ này để mà mẹ để mà tìm ra nó luôn. Sao thì vừa nãy mình thấy mình ở gần gần lắm mà nhở? Nó ở trên mái nhà đúng không? Kẹt đéo di chuyển được nữa. Đây bây giờ Tứ em có chấp nhận cho anh đét cam thẳng vào đầu em không? Thoải mái luôn. Thoải mái nhá. Đi còn đây. Sao? Vai lên cái team này còn giết người nhanh đấy. Mày thế thì đéo đâu nhở? 3, 2, 1 Lag à? Lag hả? Lag rồi, lag rồi, lag rồi.
Em chết rồi mà. Yeah. Chết rồi anh vẫn còn sống mà. Ờ, con. Bệt. À, anh làm ấy. Tôi bắt đầu rồi. Chắc đấy. Từ đừng đi ra từ ơi, điên à? Đâu có đeo đây. Được. Sát vào. Sát kịch rồi. Sát kịch giả ư, giết để yên đấy. Chăm. Bét mẹ bảng ủa? Rồi. Từ bây giờ mày còn dám đeo đếp cam mà anh chiếu vào nữa không? Trò à? À, trò à? Ok, trò thì trò. Bất đồ toàn đồ bất tử, sợ gì? Rồi. Hồi nãy có ai có cái bình nhỏ nhỏ mà chết cái bình hoa này nhỏ xíu xíu mà sao cũng chết rồi. Hunter này đúng không? À, không phải. Trời ơi, nó bên trái à, smile. Chỉ cần có thì cái đằng sau, cái máy xúc cơ. Thầy rung rung không? Đi bạn thằng Tứ chạy nhá. Nam ếch đang sợ. Là anh đang. Đấy, này á. Ừ, mà đéo phải à? Nam ếch đang vòng nguy hiểm. Nhớ hiểu. Vũ bạn mày bây giờ vẫn đang giết không? Mày không có đầu mà đòn. Sợ quá cái mình. Thầy cái máy dập kia cứ tưởng thằng Tứ thì dập dập ác liệt kìa, vẫn dập đấy. Thế đéo nào thằng Smile đứng ngay chỗ Tứ mà không nhìn thấy nhở? Bắn luôn nhưng không trúng. Đây này. Đấy. Bắn đi. Đừng, ngay đây mà không nhìn thấy. Thôi. Trúng rồi nha, nãy bắn một trúng rồi mà. Ờ, đây có bắn trúng rồi, đéo hiểu. Rồi nhưng mà không trả lại. Ờ, đéo hiểu sao luôn. Cái gì cơ mẹ. Đi. Vãi cướp ra đi. Thôi mà phải đi tìm lại. Còn mấy giây thôi vẫn không sống được. Đeo mẹ đi tìm với hai ông top cao thế. Bố đầu nhỏ có đầu to à. Ít thuật mẹ. Ai đưa em. Ở đi ra đi. Trận này phải thắng nhá. Cái này trốn đâu nhỉ? Từ nói chung là em hơi khinh thường sức mạnh nhân của anh chết ở đây. Nam Ếch ván này mà đéo thắng, đéo hiểu thằng Nam Ếch muốn được một ván thắng mà vẫn đéo trồi được trên này thì đéo được nhở? Có tìm được mấy đéo đâu. Ván này đi ạ, à, cho anh biết thoải mái luôn. Thế à? Ở bán này cũng đi tìm ở quần nâu mới tìm em luôn. Thế nếu mà anh không tìm được Đạt thì xung phòng tìm em. Đạt chết ngày sống. Em gợi ý nếu là sao thằng Đạt và mấy thằng kia lại để coi như là nó sống được qua cái lượt đầu. Hai cháu. Đó. Đấy là sao hai người đi qua mình buồn cười với luôn. Tháp ép các bạn fan đi qua. Anh vẫn sống với lại mày phải ra chỗ anh thì mới sống được. Chỗ vào đây rồi này, rồi quay lại đây này. Tìm làm sao? Ủa làm sao nhảy lên được cái chỗ này ta? Đâu ở trên nó rơi xuống. Vô kinh đấy. Vô kinh đấy nhưng mà vẫn chết rồi. Gần 20 tiền rồi. Đây này, đây này. Một thằng khốn nạn đây này. Hay quá, được. Anh có thể tìm tất cả bọn nó nhưng mà không được tìm em đâu anh. Em tìm chắc là điều đấy. Lại cái mặt đồ toàn vậy. Ừ, tướng thiện là thét cơ. Ok, cái này nó là nghệ thuật em nhá. Không phải ai làm được đâu. Nghệ thuật này. Đấy là vẫn đéo phải là tứ rồi. Không thể tìm được em. Em nó là một cái trình ở cái tầm khác rồi. Không, nhưng mà tới đội rồi. Tứ đội à. Tới đội. Còn hai đứa nữa thôi. Tiểu thế mà không nhìn là. Đáng thế nhỉ. Đổi chưa? Đỡ dối, mẹ thấy thì đéo là được luôn. Rồi, còn mỗi thứ thôi, cố lên kem ơi. Bất tử rồi, anh yên tâm. Nào, mày quyết định mạng sống của em đi. Anh ok, anh ơi. Từ sắp đi rồi. Đéo bao giờ tìm được luôn. Từ chỉ cần đi vào là chết. Nào mày, ở đây này cho anh cái thúc bệnh. Đại đó. Đi đâu? Đi đâu? Chạy lại. Ra cái đồ đéo quá gì trong mắt. Anh em thấy không? Đấy, thoát ngay. Mày có phạt đấy. Chơi anh em với ba thằng cuối tìm mà. Nỗi đau thêm dài rồi. Đéo ai bẩn tính như thằng Tứ đi. Đéo vào nó nhiều anh đâu. Ba thằng cuối bảng đi tìm kìa. Nỗi đau thêm dài rồi. Rồi, thoát rồi. Vũ thì đéo rồi thoát rồi. Thì mà tôi sẽ trốn vào một cái chỗ mà đéo ai ngờ tới luôn. Trốn rồi.
ván này mà không tìm được còn bị trừ điểm. Chết mẹ. Con ăn bị đổ ra nó cho ăn. Ôi, Vũ mới đạt rồi lại xong rồi. Con ăn bị bớt rồi kìa. Nó bị cày. Trời thì cái con mẹ. Nó bị bớt rồi, nó bị cày vào kia rồi, dính vào kia rồi. Con mẹ. Ôi thôi, đéo treo được rồi. Im đấy nhỉ, đồ không là đồ bé à? Mỗi biển sẽ tốt này đây từ bao giờ? Chết đéo nào? Hello. Trốn theo góc kia đây. Nhỏ nó không tìm được. Cái đồ cái chỗ anh núp mình ba ván rồi. Chuyện gì mà xảy ra vậy ta? Mày phải núp núp cái chỗ anh núp. Hiếu. Phát này vừa chơi vừa chết cũng đéo thua được. Đéo hiểu. Ta đây. Cái ép với cứt đéo hiểu. À. Bố rồi mà. Đó, thấy được luôn. Sao con như anh bố rồi hả? Sao? Này anh mà sống được mấy người xúc miệng là đúng rồi. Phải hiểu đâu. Thằng Vũ đang đạt thì chắc chết chắc ơi. Đạt ơi, cố giết nhiều người vào em. Cho đi cú bét đi. Cũng không lên được. Kéo gì đấy. Đầy chị bố này. Rồi tôi sống được đến thế đó là kỳ tích rồi, không đòi hỏi. Ui ba người chạy tới chạy lui à. Không, bây giờ tìm tìm mà thắng. Ôi, là Riku xuống kìa. Đấy. Ừ, tìm mà thắng là Riku mẹ xuống đấy. Ờ. Thế anh em nhảy ra giữa đi. Đéo đây. Chơi thế. Anh đang ở chỗ dễ tìm nữa lìn đấy. Vũ sửa cứ giết được một. Vũ bây giờ bắt đầu được cài súng đấy các bạn, đéo hiểu. Bây giờ mới được một mạng. Trời ơi, đi cu đó lấy được điểm của tao rồi. Thôi Đạt ơi, đừng có thắng đi, phải tao xuống. Tôi lấy 14 mạng kill rồi, Vũ 1. Đéo hiểu. À, xem thôi phát đi rồi. Tương lai không? Thế cơ phán này có khi là team thắng đấy. Ôi ôi, xong rồi. Thôi thằng Đạt nó vượt mình rồi. Ván này mà đéo thắng được thì tao nói thật là mẹ. Ờ, pháp được đấy. Hay. Chỗ pháp đéo mẹ rồi. Rồi. Riku đang tự quyết định vận mệnh của mình hả? Mấy cái gì chỗ đấy? Này mà chúng nó đéo tìm ra được. Cái con mẹ gì đấy? Ờ... Vũ ông ấy vẫn nhìn được. Bố Vũ bố đứng mẹ luôn trên sở mai bố ấy ngắm á. Thì mẹ đéo hiểu luôn. Bố vẫn tưởng là cái lan can nhất bố. Mày có chỗ nhảy mình đéo biết nhỉ. Cố lên Pháp ơi. Phản ứng chậm với mình. Đừng để điểm mày cho anh nó là vô nghĩa. Tóc hơi đặt. Riku đều có thể tìm ra được. Nhưng mà Pháp thì hơi khó. Pháp thì phải quan sát kỹ. Nhưng mà Riku mà không tìm được thì hơi buồn. Quay mẹ càng chỗ khác đi. Chỉ cần chúng nó chỉ cần đi đến nữa là chết. Thế mà sao đéo chết. Rồi này thì chúng mày tự trách bản thân rồi. Kiểu đéo. Thật như này mà còn không thắng cái được. Cái bản này thôi. Không mấy được thì tự trách bản thân. Kiểu đéo. Gợi ý nhá. Gợi ý nhá. Bọn này nó đang ở trong map này. Màu tối. Đấy, thế màu thôi. Tối. Thế thôi là được rồi. Cả hai đồ đều không có trong map này. Em màu tối. Màu tối còn gì nữa. Dạ em màu hình như là. Đéo tìm được mà. Cái team mà đến mức đội Vũ còn đứng trên sờ mai rồi mà còn đéo nhìn được thì thôi. Lý cô mặc màu tối nhá. Ngắm em màu ngắm xanh xanh lên. Xong rồi. Rồi bứt tốp. Đéo hiểu. Bà bố coi như là bét. Càng bét. Lại cái team à. Có vai. Cố lại team mình này, team chiến thắng cái này. Cố lên em. Cố lên em. Ờ chết em rồi. Cố đi em rồi. Đi em đi. Không phải đạt, nó là hai cặp đôi với nhau. Em đếm thấy đường để đi luôn với anh ạ. Sao để em lại. Em kẹt với thằng nhiều. Bây bây giờ em giết được nhiều mạng phát là Riku xuống này. Ờ. Mày phải giết được nhiều mạng. Riku mới giết được một bằng kém cả Vũ. Đéo hiểu cái tìm gì. Em không hiểu sao nay em mình không đeo kính được không em không thấy gì đâu. Kính cái gì em vào em. Ông mà to chết mẹ nhá. Má. Ông Dũng đã giết người rồi. Mày thấy đi mày giết không chúng mày đéo như thấy đi. Gọi em ra chứ. Đéo ai chơi thế. Gọi em Riku nó không nó, tí nữa nó rên nó không rên nhiệt đâu. Em đang không biết được đâu. 200 máu mà đánh nhập thế em. Nam. Ơi, đổ súng lục mà chết. Máu nhiều mà. Bèo đi rồi. Này thì đổi súng lục mà chết này cần đổi súng lục. Nè.
Đấy, tôi đặt đi sớm. Rồi. Thôi, ai đây? Sao cái này bị đẩy ra ngoài nhở? À, hóa ra là... Ôi dồi ôi! Hóa ra là... Lại còn đẩy cái gì đây? Đây này, một thằng ở đây này. Nó chính là thằng này này. Biết anh ơi. Không phải à? Đấy, phát thứ hai là chết ngay. Còn một thằng ở đấy, Hunter đấy. Tàn sát kinh thật đấy. Nhanh mà, cứ bảo chú được kỹ vào. Hunter ở trên cao ấy, cả hai em lên trên tao tìm với đứa anh ở dưới chứ. Hunter thì thường là hay trốn ở trong một cái ngõ. Không thấy, không thấy nói là biến thành đồ gì luôn. Câm lặng. Sợ quá, ngất mẹ lên ấy. Thật, ngất rồi. Tắm. Hunter đồ trí lắm. Đâu chỗ đâu. Này nó lại hợp. Nó lại hợp. Ờ, hợp đi. Đi gái là tiếp ngay. Nó không phải. Anh dùng nhìn cái ánh đèn mà chiếu rọi là nó lộ hết ra ngay bản chất. Cái này thì nó ở bên trên nó lại hợp nhỉ. Yeah. Đi. Thì mình vẫn đéo kịp cái ép ạ. Mẹ. Ôi nhưng mà chết rồi. Thắng rồi. Ừ. Thắng rồi. Ôi giời ơi. Bên trên lại hợp này. Ngày hôm nay là ngày gì ấy. Đéo em đéo trốn được một phát nào từ hai trận luôn. Không một trận nào em chưa trốn thoát được luôn. Thì tao gánh mãi đi rồi. Ôi hai anh em đồng thanh đi. Buồn. Tốn tiền mạng quá. Tao cởi phép mô tuya rồi đây. Hôm nay em sớm quá. Giỡn mẹ. Ở đấy. Cảm xúc chưa? Vũ đây, đéo đi, vũ được. Vũ đi. Đéo đâu? Thấy đéo đâu? Em sẽ... Và vẫn định nút bóng của Đạt à? Nút bóng ở đã chơi còn chạy lòn. Và vẫn... Chơi đi, dẹp đi. Sớm ai à? Tao. Anh Dũng à? Anh Dũng ơi, em sướng quá. Đéo lên đi. Thật cái này đi bó sao? Thật đéo bò cho con này luôn. Thật ông này. Kéo khóa lên đi. Thật kéo mẹ khóa lên. Anh tè mẹ vào mồm. Thật công là kéo bím luôn. Lại vú lấy mẹ em rồi địt mẹ. Thôi các bạn, đấy nói chung là đấy, anh em thấy không? Trình độ 17 kill luôn. Bố đời. Ờ, thôi là sao không có thêm với thể loại này nhá. Thật hôm nay anh đúng tìm nhiều lắm. Hai em là đúng tìm hay. Tìm nhưng mà vấn đề là tìm thôi. Tầng em hai bán. Anh cứu em hai phát lần đời em. Mỗi lần anh cứ mỗi lần anh Dũng tìm là em toàn hàng bự à. Chạy. Hồi nãy cái bãi của em. Vô to quá. Hết cái map luôn rồi. Thôi anh em nghỉ vài phút rồi mời các anh em sang K2 bên no clip. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Rồi bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye. Đạt về tập chơi lại đi nhá. Mắt soi giờ là chuẩn lên toàn bét. Game như luôn.